Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 291. Với tính khí của Giang Hải thì hoàng tổng này chắc chắn là không thể giữ lại được rồi, chỉ biết làm chuyện xấu như thế này thì chính là muốn tìm chết đây mà. Nhưng mà, nếu như hoàng tổng mãi mãi ở lại thành phố Giang Tư, thì cha của Lam Sương Nhi cũng không thể sống nổi. Lúc này, hoàng tổng nhìn chằm chằm Giang Hải, mặt mày đều thể hiện sự hung ác. Bây giờ, có phải là rất muốn giết chết tôi không? Ha ha! Chỉ cần ông thả người ra thì tôi sẽ để cho ông được sống. Sắc mặt Giang Hải mang theo nụ cười, nhưng mà anh lúc này đã thực sự nổi giận rồi. Giang Hải quá hiểu rõ việc bị mất đi người thân là cảm giác đau khổ như thế nào. Nghe thấy thế thì nụ cười của Hoàng Tổng càng ngày càng trở nên không kiêng nể gì cả. Có bản lĩnh thì anh thử đụng vào người tôi xem, nếu như tôi thiếu một sợi lông nào, thì tôi sẽ làm cho lão già kia thiếu đi một cái chân. Tới đi, anh thử đụng vào tôi một cái xem sao. Đứng trước mặt Giang Hải, Hoàng Tổng hoàn toàn để lộ ra mục đích ban đầu ông ta tới đây rồi. Thành phố Giang Tư, chẳng quả chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi, theo cái nhìn của ông ta thì Giang Hải cũng chỉ là một con ếch chưa bao giờ ra khỏi đáy giếng mà thôi. Nhưng ông ta nào biết được, có những người chỉ có thể đi ngang ở trong thôn thôi. Thử à, Giang Hải cười chế giễu. A, à, một tiếng hét thảm thiết vang lên, như kẻ bị bệnh tâm thần. Khuôn mặt Hoàng Tổng trong chớp mắt đã trở nên vàng như nghệ. Giang Hải siết chặt cổ tay Hoàng Tổng, hơn nữa còn từ từ vặn nó ở một góc độ kỳ lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là ông bảo tôi thử mà, bây giờ tôi đang thử đây. Giang Hải cười lạnh, thế nào, tôi thấy vẻ mặt của ông đang rất hưởng thụ đấy chứ. Giang Hải. Cố Huyền Như vội vàng kéo Giang Hải lại, trong lòng cô cũng cực kỳ ghét hận, nhưng mà bây giờ không phải là lúc đối phó với Hoàng Tổng. Cha của Lam Sương Nhi còn đang nằm trong tay của đối phương đó. Giang Hải làm như thế này chẳng có bất cứ ý nghĩa nào thiết thực hết, ngoài việc càng làm gia tăng thêm mâu thuẫn. Không thể bảo đảm được sự an toàn của chính bản thân mình, thì Hoàng Tổng tuyệt đối sẽ không giao người ra. Anh buông tay ra, buông tay. Ai có thể ngờ tới được, tay của Giang Hải cứng như gang thép thế chứ, chỉ mới bị anh bóp lấy thôi, mà đã có cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy như thế này. Như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn nuốt xương tủy của ông ta vậy. Anh Giang, tôi đi cùng với ông ta. Lời nói của Lam Sương Nhi khiến cho hai mắt của Cố Uyển Như mở to ra, nhưng mà, cũng dễ hiểu thôi, Lam Sương Nhi bây giờ chẳng còn cách nào khác cả. Đó chính là cha của Lam Sương Nhi mà. Vì cha tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Cô ta bắt buộc phải quay về, cô ta đã quyết định rồi. Cô ta quyết không để cho người thân duy nhất của mình phải chết vì mình. Bất luận là có hậu quả như thế nào, thì trong lòng Lam Sương Nhi cũng đã rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối không hối hận. Anh buông ông ta ra đi. Đợi Giang Hải thả tay ra thì Lam Sương Nhi nhìn về phía Cố Uyển Như. Uyển Như, được quen biết với cô thật là tốt, nhưng mà thật đáng tiếc, tôi không thể làm người đại diện cho công ty của cô được rồi. Vừa bước ra ngoài từ đau thương, nước mắt Lam Sương Nhi lại rơi lần nữa. Khó khăn nặn ra một nụ cười, chỉ là khó có thể giấu được sự tuyệt vọng từ trong đáy mắt. Ban đầu khi lựa chọn con đường này, vì giấc mộng minh tinh trong tim, thật sự là chọn đúng rồi ư. Không được. Cố Huyền Như kéo chặt lấy Lam Sương Nhi. Cô không thể đi, đó là hố lửa đó. Chỉ cần Lam Sương Nhi nhảy vào đó thì hậu quả thế nào không nói cũng rõ. Huyền Như. Lam Sương Nhi bất lực lắc đầu. Nắm lấy cổ tay vừa bị vặn. Mồ hôi trán của Hoàng Tổng đổ ròng ròng, nhưng mà lúc này ông ta lại điên cuồng cười một cách hung ác. Không nỡ à, thế thì cô cũng đi cùng luôn đi, tôi nghĩ là cậu Tả chắc chắn sẽ cực kỳ kinh ngạc và vui mừng đó. Ha ha! Hoàng Tổng gần như phát điên rồi, ông ta biết rằng Giang Hải sẽ không dám làm gì ông ta hết. Nhưng mà, Giang Hải từ trước tới giờ không phải là người chuyên đi theo lối mòn, nhất là khi có người nào có ý đồ với Cố Uyển Như. Suy nghĩ đó của ông sẽ khiến ông phải chịu sự trừng phạt. Lại đứng trước mặt Hoàng Tổng một lần nữa, trên khuôn mặt từ đầu tới cuối đều treo một nụ cười lạnh nhạt. Nhưng mà, ở trong đôi mắt thì lại lạnh lùng tới cực điểm, dường như có chứa sát ý khiến người ta kinh sợ trong lòng. Được, tôi đi cùng ông. Cố Huyền Như đột nhiên mở miệng nói chuyện. Khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Tôi lại muốn xem, cái cậu Tả kia dám làm gì tôi nào. Cố Huyền Như vẫn tin chắc rằng, trên đời này vẫn có đạo lý. Lúc này, cô gần như quên mất, Giang Hải từng nói một câu, súc sinh thì chẳng có cách nào nói đạo lý được,
nhất là những con súc sinh có hàm răng dài nhọn. Thật là trùng hợp, cái tên họ Tả kia, chính là loại người như vậy. Cố Huyền Như không thể chấp nhận được loại hành vi độc đoán này, lại càng không chấp nhận được việc Lam Sương Nhi bị người ta bắt nạt như thế. Mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng mà Cố Huyền Như đã xem Lam Sương Nhi như bạn bè, chính là bạn bè rất tốt. Được rồi, em tham gia vào làm gì? Giang Hải ở một bên trách mắng. Cố Huyền Như trước nay đều không phải là một người xúc động, nhưng mà lần này thật sự là liều lĩnh. Hơi nhíu mày lại, em đi rồi, ngoài việc thêm một con tin cho anh ta thì còn có thể làm gì được? Lẽ nào em muốn nói lý với chó à? Cố Huyền Như vốn dĩ muốn phản bác lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hải dường như thật sự tức giận rồi, chỉ có thể bĩu môi hừ một tiếng. Em tuyệt đối không thể đi được. Anh đi, thì có thể. Một câu nói này của Giang Hải, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên há to miệng như muốn rơi cả cằm, miệng của Cố Huyền Như còn có thể nhét được cả quả trứng vào. Tới cả Lam Sương Nhi với Hoàng Tổng cũng không hiểu nổi. Giang Hải đi ư? Đi chết à? Chồng à? Cố Huyền Như cảm thấy lý do mà Giang Hải nhúng tay vào hoàn toàn là vì bản thân mình, lần này lại khiến Giang Hải gặp rắc rối rồi. Cô nghĩ không ra, chuyện này Giang Hải chắc chắn muốn quản rồi. Có chút bất an ở trong lòng, nhiều hơn là sự cảm động, mũi thấy cay cay, không biết nên nói gì mới tốt. Giang Hải, vẫn hoàn mỹ như cũ, không nói đến năng lực mà chính là tâm địa lương thiện. Nếu như so ra thì bản thân gần như chẳng có tác dụng gì. Giang Hải đứng trước người Cố Huyền Như, sau đó chậm chậm vuốt vuốt cằm, em ở lại thành phố Giang Tư, làm việc cho tốt, kiếm tiền nuôi anh. Anh chính là người ở rể nhà em mà. Nói xong lại tiến lại gần thêm mấy bước, mang theo nụ cười xấu xa ghé sát vào tai mà nói, chờ anh về, em cần phải yêu anh một lần cho tốt. Cố Huyền Như lập tức đỏ bừng cả mặt lên, lén lút nhìn Lam Sương Nhi một cái, dường như lời nói của Giang Hải không phải chỉ có mình hai người bọn họ nghe thấy. Lam Sương Nhi, tôi đưa cô đi một chuyến, tôi lại muốn xem ai dám đụng vào cái vảy ngược của tôi. Cái vảy ngược của Giang Hải lại chính là ân tình, ở trong lòng anh vẫn luôn nhớ tới cái bánh mì khi đó cướp của Lam Sương Nhi. Nhưng mà lúc này, Cố Huyền Như lại bắt đầu lo lắng cho Giang Hải rồi. Cái người gọi là cậu Tả kia, bị hình dung như là một tên hung thần ác sát, Giang Hải sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Vừa muốn nói chuyện thì Giang Hải dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, ý bảo cô cứ yên tâm, cuối cùng Cố Huyền Như vẫn lựa chọn im lặng. Chuyện mà Giang Hải đã quyết định, thì chắc chắn là đã nắm chắc được rồi. Lam Sương Nhi vẫn còn chưa phản ứng lại được, ngây ngốc đứng tại chỗ. Tôi đưa cô đi. Giang Hải nhìn về phía Hoàng Tổng, trong ánh mắt mang theo ý đùa giỡn. Có Giang Hải đồng hành thì trên đường đi này, Hoàng Tổng có thể sẽ được chăm sóc đặc biệt, Giang Hải làm sao có thể để ông ta được nhẹ nhàng chứ? Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống cũng khó tha. Nghĩ tới điều này, cổ tay của Hoàng Tổng lại bắt đầu đau nhức, thậm chí còn bị dọa cho run hết cả người. Không, anh Giang. Lam Sương Nhi muốn từ chối. Ở tỉnh Tề Vân. Mặc dù nhà họ Tả không phải là một tay che trời, nhưng cũng không phải là người dễ chọc vào. Có thể, ở thành phố Giang Tư thì Giang Hải có chút uy tín, nhưng tới tỉnh Tề Vân thì cũng chẳng là gì cả. Nhưng, Giang Hải lại từ từ lắc đầu. Vẫy vẫy tay về phía không xa, Hạ Phi bước xuống từ một chiếc xe, rồi chạy tới. Sự an toàn của Cố Huyền Như chính là việc lớn hàng đầu của Giang Hải, sắp xếp người đi theo ở trong bóng tối. Cũng sợ việc đột nhiên phát sinh việc gấp khi Giang Hải phải rời đi. Lần này đi Giang Hải định đưa Hạ Phi đi theo, ở trên đường đi để cho anh ta, chăm sóc, Hoàng Tổng cho thật tốt. Anh Giang, cảm ơn ý tốt của anh nhiều, nhưng mà tôi, nhà họ Tả, không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện đụng vào được, Lam Sương Nhi đang sợ bản thân rơi vào đó rồi lại còn làm liên lụy tới Giang Hải nữa, như thế thì cô ta làm sao có thể xứng với sự chăm sóc mà Cố Huyền Như dành cho cô ta được. Anh Giang, Hạ Phi nói, anh muốn đích thân đi sao? Loại chuyện nhỏ như thế này, Hạ Phi đưa người đi một chuyến là được rồi, kiểu thần cấp như Giang Hải mà đích thân đi một chuyến, thì chẳng phải là dùng pháo nòng cao giết một con muỗi hư. Đối với một bầy kiến này thì hoàn toàn không cần thiết phải phiền tới Giang Hải. Giang Hải cũng chẳng nói nhiều, ra hiệu bảo Hạ Phi đưa Hoàng Tổng lên xe. Hạ Phi hiểu rồi, Giang Hải đi chuyến này xem ra cũng chẳng phải chỉ đơn giản là cứu người. Như thế này thì Hạ Phi lại có chút hưng phấn rồi, hy vọng có thể xuất hiện mấy đối thủ xứng đáng một tí, nếu không thì cũng quá vô vị nhàm chán rồi. Hạ Phi trói Hoàng Tổng rồi ném vào trong xe.
Lam Sương Nhi cảm động rơi nước mắt. Anh Giang, cảm ơn anh. Lam Sương Nhi không biết nên nói thế nào mới tốt, thành phố Giang Tư mặc dù là quê hương của cô ta, nhưng lại chẳng có người thân gì, Giang Hải và Cố Uyển Như đã cho cô ta một loại cảm giác ấm áp như người thân với nhau. Tỉnh Tề Vân, là một nơi không đơn giản, nguy hiểm trùng trùng. Đừng khách sáo, chúng ta đi thôi. Giang Hải ra hiệu cho Lam Sương Nhi lên một chiếc xe khác. Hạ Phi sẽ chăm sóc thật tốt cho Hoàng Tổng trên đường đi này, suy cho cùng thì ai cũng không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, cũng chẳng mong muốn nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét. Hạ Phi cũng hiểu rõ, chỉ cần lưu lại chút hơi tàn cho Hoàng Tổng là được, còn làm như thế nào thì tùy hứng của anh ta. Cố Uyển Như đương nhiên có xe đưa về công ty, muốn do dự nói gì đó nhưng mà Giang Hải đã lên xe rồi. Trên đường đi, Lam Sương Nhi tò mò nhìn chiếc xe thương vụ chạy không xa ở đằng trước. Chiếc xe kia có phải là bị hư rồi không? Giang Hải hơi cười cười, bọn họ đang đùa giỡn ấy mà. Đùa giỡn ư? Quả thực là Hạ Phi đang đùa giỡn. Bắt đầu từ khi lên xe thì Hạ Phi với lái xe đã hút thuốc rồi, hút một cách mãnh liệt như thế, chẳng mấy chốc mà trong toa xe tràn ngập khói thuốc cay hết cả mắt. Mà tàn thuốc được tập hợp lại thành một đống không nhỏ. Hạ Phi lại hung ác lấy ra một cái thực đơn, đưa cho Hoàng Tổng chọn món ăn. Thằng nhãi này, tốt nhất thì thả tao ra, nếu không. Bộp, ông hơi bị nhiều lời rồi đó. Tao nhớ kỹ mày rồi, tao nhất định sẽ để cho mày sống không bằng chết, nhất định. Bộp, Hạ Phi xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, hai mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiện tay lấy một cuộn giấy vệ sinh, bóp cằm Hoàng Tổng ra rồi mạnh mẽ nhét nửa cuộn vào miệng ông ta. Không thể hô hấp được. Sắc mặt đau khổ nóng rát như ớt, Hoàng Tổng nín nhịn tới mức sắc mặt đỏ tía lên, vẫn không ngừng phát ra âm thanh ậm ừ ừ ừ như cũ. Món ăn này, có thích không? Hạ Phi tiện tay chỉ một cái. Ừ ừ. Lúc này Hoàng Tổng vẫn đang không ngừng mắng chửi, hai mắt trợn trừng lên, nhìn Hạ Phi một cách độc ác. Thích à? Thế thì tốt, chúng ta ăn món này trước vậy. Gấp quyển thực đơn lại, Hạ Phi cười khúc khích ra tiếng. Hoàng Tổng! Ông quả thực không phải là người tầm thường, món ăn này rất chi là nổi tiếng đó, nhưng mà những người từng được ăn nó thật sự là không nhiều. Thịt hấp mềm là một món ăn nổi tiếng của Sơn Đông. Nguyên liệu sử dụng rất đơn giản, nhưng mà cần xem xét kỹ năng của người đầu bếp. Hoàng Tổng tò mò dương mắt lên nhìn, trên xe, từ đầu tới cuối từ lúc nói lên xe, người thanh niên trước mặt ngày thật sự muốn cho ông ta ăn cơm ư. Hạ Phi từ từ lấy ra một con dao nhỏ mỏng. Nâng chân lên. Đạp Hoàng Tổng ngã lộn nhào xuống. Thịt hấp mềm thì nhất định phải chọn một miếng thịt non mềm nhất mới được. Lưỡi dao rạch một đường ở phía sau quần áo của Hoàng Tổng, đâm sâu vào da thịt khoảng một tấc, rồi mạnh mẽ cắt xuống một miếng thịt. Yuhu! Miệng của Hoàng Tổng bị bịt lại, nên tiếng kêu khóc mới trở nên bị bóp nghẹt đi như vậy. Mà ánh mắt của ông ta thì thay đổi từ hung ác trở nên sợ hãi, cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo. Máu tươi chảy ròng ròng, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên không ngừng nghỉ. Hạ Phi cười lạnh. Đám người có tiền, giàu có các người dường như không biết một việc, tàn thuốc lá có thể dùng để cầm máu. Cái này chính là kim sang dược tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy được lúc này. Chương 292. Trong chiếc xe phía trước, Hoàng Tổng đang run rẩy một cách khủng khiếp, trong ấn tượng của ông ta thì việc tra tấn người đều có giới hạn, điểm dừng, nhưng khi gặp Hạ Phi ở trước mặt này, ông ta mới biết được, hiện thực còn tàn khốc hơn rất nhiều với trên phim ảnh. Trong chiếc xe phía sau, Lam Sương Nhi đang nhớ quãng đời thanh niên của mình. Cô ta có mơ ước, đó chính là giấc mộng làm minh tinh. Nhưng mà trên con đường đi này, mặc dù Lam Sương Nhi chỉ mới nhìn thấy một góc của núi băng thôi, nhưng mà cô ta cũng biết được, trên con đường này còn bẩn thỉu hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ta. Vừa tàn khốc, vừa thực tế. Phương Đông này, thậm chí trên cả thế giới này, những người xem những ngôi sao nhỏ như đồ chơi giống như cậu tả kia, có không biết bao nhiêu người nữa. Cô hát cũng rất tốt. Giang Hải mỉm cười quay lại nói, cô có thể thương lượng với Uyển Như một chút, thành lập một phòng studio cho bản thân mình. Style ư? Lam Sương Nhi có nằm mơ thì cũng không dám nghĩ tới, chỉ có những người có quan hệ, có tiền tài, có nhân lực mới có thể chơi trò làm ăn được. Sau khi so sánh ra thì Lam Sương Nhi cũng chẳng là gì cả. Trên khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp nở một nụ cười khổ. Hoặc là, đời này của cô ta, không cần biết nỗ lực cố gắng như thế nào, đều không bao giờ đạt được trình độ cao như thế. Đối với một số người mà nói thì,
điểm cuối cùng trong cuộc đời không ngừng phấn đấu của bản thân mình, cũng vẫn không bằng điểm khởi đầu của một số người khác. Sự nổi tiếng thì có thể dùng tiền để thúc đẩy, cũng chính là trọng tâm của sự lăng xê. Giang Hải biết suy nghĩ của Lam Sương Nhi nên khuyên giải, chỉ cần cô hợp tác với tập đoàn Uyển Như, thì cô có thể trở thành một người sáng chói nhất trong mắt mọi người. 200 kỹ thuật công nghệ đỉnh của Chop sẽ dẫn tới sự náo động. Mặc dù tập đoàn Uyển Như hoàn toàn không có ý định triển khai đưa ra ánh sáng cùng một lúc, nhưng mà cũng đủ để thu hút cái nhìn của rất nhiều người, tỷ lệ được tiếp xúc với người bên ngoài đương nhiên cũng không ít. Được, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Lam Sương Nhi có chút không dám tin, sẽ có người chủ động giúp đỡ mình như thế. Nếu như, có studio của bản thân mình, thì Lam Sương Nhi khi ở trình độ cao rồi, không cần phải dựa dẫm vào người khác nữa. Mặc dù trong lòng ôm ước mơ, nhưng có khổ cũng không nói ra được. Tham gia hoạt động, cần mặc quần áo được chỉ định, bảo bạn lộ ra thịt ra thì bạn phải lộ. Trên chiếc xe phía trước, Hạ Phi chơi đùa mãi cũng mệt rồi, nhìn biển chỉ đường thì thấy khoảng cách tới Tề Vân đã không xa nữa rồi. Đạp Hoàng Tổng một cái, cuối cùng cũng lấy cuộn giấy vệ sinh đang nhét trong miệng Hoàng Tổng ra. Một cái điện thoại được đặt ở trước mặt Hoàng Tổng, gọi điện thoại đi, nói là đã đưa người tới rồi. Hoàng Tổng vừa mới bị tra tấn cả người ướt sũng, máu chảy đầm đìa, âm thanh cũng có chút khàn khàn. Lúc này ông ta nào dám lại trái ý của Hạ Phi chứ, vội vàng cầm lấy điện thoại để gọi đi. Ở trong lòng thì lại sinh ra một sự oán độc, đợi khi tới tỉnh Tề Vân, tới địa bàn của cậu tả, nhất định phải giết chết Hạ Phi, còn có cả người thanh niên trên chiếc xe phía sau kia nữa. Ông là chủ của công ty giải trí, nên chắc hẳn ông rất biết diễn kịch nhỉ. Nếu như, để cho người ta nghe được tin tức không tốt, thì ông có biết sẽ có kết cục như thế nào không? Hạ Phi cười một cách hung ác, dần dần cúi người xuống, có muốn thưởng thức mãn hán toàn tịch không? Cả người Hoàng Tổng đều run rẩy, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không, tôi nhất định sẽ không dở trò, sẽ bảo cậu tả đích thân tới đón người. Cậu tả sẽ đón người ư? Anh ta chắc chắn sẽ bảo Hoàng Tổng đưa người tới một nơi được chỉ định. Điện thoại vừa rung hai hồi chuông, cuối cùng cũng có một âm thanh nồng hậu vang lên, hỏi là ai đó. Hoàng Tổng nói thân phận của mình ra thì trong điện thoại rất nhanh đã truyền tới giọng nói lười biếng của Tả Thành vang lên. Xong rồi à? Cậu Tả, tôi đã sắp tới Tề Vân rồi, người thì bây giờ đưa tới chỗ nào được đây? Đưa tới biệt thự của tôi đi. Hôm nay, tôi cũng sẽ cảm ơn ông thật tốt. Ông có thể ở trong biệt thự của tôi làm bất cứ điều gì mà ông thích. Nghe thấy tin này, Tả Thành cực kỳ hưng phấn, cũng có chút tự đắc. Người của mình làm việc không ra gì, chỉ cần sử dụng một mưu mẹo nhỏ đã khiến Hoàng Tổng đưa được người tới đây, quả nhiên là một quân cờ tốt. Tả Thành đang điều tra Giang Hải, điều tra tập đoàn Uyển Như. Đương nhiên là anh ta điều tra không ra được Giang Hải có bối cảnh như thế nào. Nhưng mà, nghe nói tới những câu chuyện về Giang Hải thì anh ta biết được. Người này không dễ chọc. Trong lòng cũng cảm thấy may mắn, lúc đầu may mà bản thân không nóng máu mà đích thân tới thành phố Giang Tư trói người về. Cúp điện thoại xong thì anh ta lập tức căn dặn đàn em. Chuẩn bị một chút công cụ giải trí, tôi cần đích thân dạy cho Lam Sương Nhi biết cách sử dụng những công cụ này như thế nào, ha ha. Hưng phấn đứng lên, đi đi lại lại vài bước, mà ở bên cạnh có một người phụ nữ đang quỳ gối phía trước anh ta, xê dịch tới trước người Tả Thành. Dùng đôi tay mềm mại cởi thắt lưng ra cho anh ta. Mím miệng lại, mang theo nụ cười phóng đãng, trụy lạc. Nhưng mà, anh ta lại đạp cô ta sang một bên. Đừng buông thả nữa, hôm nay, hàng của ông dây để lại cho con điếm kia rồi. Tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt, để cô ta còn trụy lạc hơn cô cả 10 lần, không, là 100 lần, ha ha. Trong lòng cậu Thành đã tính toán sẵn cả sẽ hành hạ, làm nhục Lam Sương Nhi như thế nào. Sờ sờ cầm rồi cười một cách kỳ quặc, nghe nói, con khốn kia còn là hàng nguyên đai nguyên kiện, người đàn bà như thế, nếu như hầu hạ phục vụ thì lại càng thích thú hơn. Cười lớn ha ha rồi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi cửa thì lên xe phóng thẳng về phía căn biệt thự kia. Tả Thành có một căn biệt thự độc lập, nằm trong một rừng cây nhỏ, phong cảnh vô cùng đẹp. Điều quan trọng nhất là, ở trong đó cho dù có phát sinh bất cứ chuyện gì, thì cũng chẳng có ai biết được. Giống như những cô gái đã từng bị anh ta hành hạ tới chết kia, ai có thể biết được, ở dưới những gốc cây kia, chính là mồ chôn của những cô gái xinh đẹp bị hành hạ tới chết ấy. Tới căn biệt thự kia rồi, Tả Thành lập tức có chút không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Hỏi một chút xem tới đâu rồi. Lập tức có người gọi điện thoại tới.
Alo, ở trên xe, Hạ Phi nhận điện thoại. Bây giờ tới đâu rồi? Sắp tới rồi, Hạ Phi cười một cách kỳ dị, có người đã gấp không chờ nổi nữa mà muốn tới báo danh ở Điện Diêm Vương rồi. CMN nhanh lên chút, nói vị trí bây giờ của cậu đi. Hạ Phi nhịn cười nói, đã vào khu vực thành phố rồi. Chẳng để ý tới tiếng trách mắng ở đầu kia điện thoại, Hạ Phi để điện thoại xuống, đôi giày ra đạp mạnh vào mặt Hoàng Tổng. Sao không kêu nữa thế? Chỉ cần ông ta phát ra âm thanh thì Hạ Phi sẽ hành hạ, tra tấn ông ta, nên Hoàng Tổng đã thông minh hơn, sợ bị hành hạ nên cũng kiên trì nhẫn nhịn lại. Bây giờ thế mà lại thông minh lên rồi à, nên biết rằng, có những người, cả đời này của ông, không, cả 10 đời nhà ông cũng không thể nào trêu chọc được đâu. Sau đó, Hạ Phi lại lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Hải, báo cáo vị trí cuối cùng cần tới. Đi thẳng tới nơi mà anh ta nói. Giang Hải nói, anh Giang, chúng ta cứ đi qua thế này à? Nghe được lời này, Lam Sương Nhi bị dọa cho run rẩy cả người. Giang Hải chỉ đưa có mấy người tới mà thôi, cứ thế này mà tới đó thì có khác gì là vào hang hùm động sói đâu cơ chứ. Cái tên họ Tả kia, cao thủ nắm ở trong tay nhiều như mây bay, còn nghe nói có mấy chục người vệ sĩ ở bên cạnh, không rời nửa bước. Giang Hải hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, lẽ nào, tôi còn phải mang đường sữa hay trái cây nữa à? Người đàn em đang lái xe ở phía trước phì cười, Lam Sương Nhi không đủ hiểu biết về Giang Hải, nhưng mà bọn họ thì hiểu quá rõ rồi, bị Giang Hải nhìn chúng thì đơn giản còn đáng sợ hơn với cả việc bị Diêm Vương nhìn chúng. Cô Lam Sương Nhi, chuyện này, thật ra thì chẳng cần anh Giang phải đích thân đi làm gì, chỉ cần sắp xếp chúng tôi đi một chuyến là được rồi, kết quả đều như nhau hết. Chẳng cần biết nhà họ Tả có thân phận gì, hay là có sức mạnh gì, lẽ nào còn lợi hại hơn cả nhà họ Doãn ư? Mạnh như nhà họ Doãn cũng chẳng qua một đêm đã bị diệt hết đó thôi, những người nhà họ Doãn còn sống sót lại một cái dám cũng chẳng dám đánh, thậm chí còn có không ít người đã thay tên đổi họ rồi đó thôi. Lái xe cũng có thể nhìn ra được, lần này Giang Hải tới Tề Vân chắc chắn không phải chỉ đơn giản là giải quyết chuyện của tên họ Tả kia đâu. Giang Hải trừng mắt, lái xe cho tốt đi. Giang Hải vẫn luôn không tạo uy với người dưới, nên những người này đều tùy tiện nói đùa, bỡn cợt với Giang Hải. Làm cho Giang Hải vui vẻ, tùy tiện nói vài câu cũng có thể có được lợi ích vô hạn. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, xe quay đầu về một hướng, lái thẳng tới nơi cần tới. Dường như vội vã muốn đi gặp nhân vật lớn nào, hoàn toàn không phải loại ác bá như Tả Thành. Nhìn nét mặt Giang Hải bình tĩnh không hề nao núng, Lam Sương Nhi cũng có thể buông xuống được trái tim đang lơ lửng kia. Giang Hải chắc chắn không phải là người không có đầu óc, cứ thế này mà đi thì chắc chắn là có sức mạnh. Anh Giang, cũng không biết bây giờ cha của tôi thế nào rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ cứu ông ấy. Giang Hải gật đầu, trong hồi ức của anh, đó là một người khá đẹp trai, bao nhiêu năm qua đi, sợ là có gặp mặt cũng chẳng nhận ra nhau nữa rồi. Một con đường nhỏ ở trong núi, được rải nhựa bằng phẳng, ở ven đường được trồng những loài cây quý hiếm. Tới gần biệt thự, ánh mắt Giang Hải lạnh như dao, mãnh liệt nhìn về mảng rừng trúc nhỏ kia, đang có mấy người có chút thực lực ẩn náu. Xe, cuối cùng cũng đã dừng lại rồi, nhưng mà vẫn còn cách biệt thự ít nhất khoảng 100 mét nữa. Sau khi hỏi han vài câu đơn giản thì mấy người bảo vệ mới vẫy tay cho đi. Bọn họ quả thật là quá thả lỏng rồi, bởi vì chẳng có người nào dám tới đây, cái biệt thự này, mỗi lần có người mới tới thì đều là những cô gái xinh đẹp, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nếu như xảy ra chuyện thì cũng là việc cậu chủ chơi đùa người ta tới hỏng luôn rồi. Đương nhiên, cũng có lúc chơi tới chán ngấy rồi. Chỉ cần cậu chủ vui vẻ thì cũng sẽ thưởng cho những người bảo vệ bọn họ, người vừa rồi cho họ đi qua cũng may mắn được hưởng hai lần rồi. Xe chạy thẳng tới sân lớn của biệt thự, mà lúc này, để nghênh đón bọn họ thì cánh cửa của biệt thự cũng đã được mở rộng ra rồi. Còn chưa dừng xe lại thì Hạ Phi đã cởi trói cho Hoàng Tổng. Khuôn mặt phờ phạc, Hoàng Tổng vô cùng thê thảm bước xuống xe đầu tiên, nhìn về phía cánh cửa kia mà suýt chút nữa khóc thành tiếng luôn. Bước vào cánh cửa kia, chính là thiên hạ của cậu Tả rồi. Những sự tra tấn và hành hạ đã phải chịu ở trên đường đi này, cuối cùng cũng có thể báo được rồi. Một đoàn người đi vào biệt thự, cậu Tả đang lười biếng nằm trên chiếc sofa mềm, mà trước mặt anh ta có một người phụ nữ xinh đẹp lả lơi đang quỳ xuống đấm chân cho anh ta. Trên chiếc màn hình cực lớn ở cách đó không xa, đang truyền tới những âm thanh ỡm ở, trên màn hình đang chiếu một bộ phim thật khó diễn tả được. Cậu chủ, người đã tới rồi. Một người đàn ông to cao cẩn thận nhắc nhở,
cũng đúng lúc đó thì cảnh giác nhìn về phía mấy người Giang Hải. Cậu ta bảo Hoàng Tổng dẫn người tới, nhưng chỉ là dẫn phụ nữ tới thôi, mà khi vào cửa thì trừ Lam Sương Nhi với Hoàng Tổng ra thì còn có thêm 4 người đàn ông khác nữa. Mà chủ yếu nhất là, cả người Hoàng Tổng đẫm máu, dường như không đi lại được nữa rồi. Bọn họ là ai? Tôi không phải bảo ông tự mình đưa người tới à? Tả Thành cau chặt mày lại, sắc mặt không vui mà trừng mắt nhìn Hoàng Tổng. Cậu Tả, mau cứu tôi với. Đột nhiên, Hoàng Tổng tự dưng hét lên, dùng tất cả sức lực của bản thân lao tới phía sau người anh ta. Các người là ai? Cậu Tả hỏi. Anh là Tả Thành, giọng nói của Giang Hải rất bình thường, nhưng ánh mắt lại không nhìn anh ta. Chỉ là một tên thùng rỗng kêu to thôi, nhìn nhiều thêm một cái cũng bẩn hết cả mắt. Ánh mắt của Giang Hải đang nhìn về phía trận chiến khốc liệt đang được diễn ra trên màn hình. Nam chính không phải ai khác mà chính là Tần Thành. Thằng nhãi danh này thật là biến thái, thích quay video của bản thân lại để thưởng thức, chất lượng quay phim cũng không tồi, cũng hiểu rất nhiều mánh khóe, rất biết cách chơi đùa. Cha tôi đâu rồi? Lam Sương Nhi lấy hết súng khí để chất vấn. Chương 293. Yên tâm đi, ông ta đang ở một nơi rất an toàn. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ để ông ta đích thân tới đây gặp cô. Hoàng Tổng cười một cách hung ác, mất đi một miếng thịt nhỏ ở sau lưng, còn mạnh mẽ bắt bản thân ông ta phải nuốt xuống, tới bây giờ vẫn cảm thấy buồn nôn đây. Nghĩ tới những sự tra tấn đã phải chịu suốt dọc đường đi, Hoàng Tổng hận không thể lập tức xé nát Hạ Phi ra. Không, nhất định phải làm cho gã sống không bằng chết. Nhìn về phía Lam Sương Nhi, suy nghĩ gian ác trong lòng Hoàng Tổng lại càng tăng thêm. Lam Sương Nhi chỉ là một ngôi sao hạng hai, nhưng lại xinh đẹp trong sáng như thế. Đợi cậu Tả chơi đùa chán rồi, có lẽ sẽ cho ông ta ăn chút cơm thừa cũng nên. Cuối cùng, trở thành tàn hoa bại liễu rồi thì nhất định sẽ chỉnh chết cô ta, hơn nữa, cả nhà của Lam Sương Nhi đều phải chết. Không chỉ có Hoàng Tổng, mà mấy người đàn em của Tả Thành cũng cùng có suy nghĩ như thế, mà những chuyện như thế này bọn họ cũng đã làm nhiều rồi. Trên mặt Tả Thành nở ra một nụ cười kỳ quặc. Nhẹ nhàng vẫy tay, nói với người bên ngoài, một con ruồi cũng không được thả ra ngoài. Cạch, cánh cửa ở phía sau, đang phát ra tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Thậm chí cánh cửa dày nặng ở sân ngoài cũng đã đóng lại. Anh muốn làm gì? Lam Sương Nhi lập tức hoảng sợ, mà lúc này tiếng cười hung ác của Hoàng Tổng lại vang lên. Đương nhiên là chơi đùa với cô thật tốt rồi, chơi theo cách mà tôi thích, ha ha. Đại Minh Tinh à, bây giờ cô tự cởi hết ra rồi lên lầu. Hay là tôi giúp cô đây? Nụ cười kỳ quặc của Tả Thành, Lam Sương Nhi ơi là Lam Sương Nhi, thì ra cô chính là loại phụ nữ ngu ngốc như thế, chỉ đưa theo có 4 người thôi à, thế chẳng phải là đi nộp mạng ư? Trong biệt thự, có hơn 10 người canh giữ, trấn thủ, bên ngoài biệt thự thì còn có không ít lực lượng bảo vệ. 4 người Giang Hải chỉ giống như là 4 cái bao cát mà thôi. Người bình thường làm sao có thể đối đầu với những gia đình của mấy nhà hào môn danh giá? Nghe thấy thế, Lam Sương Nhi sợ hãi nắm chặt lấy góc áo, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, trốn ở phía sau người Giang Hải. Tả Thành lập tức cười to, anh ta rất thích ánh mắt sợ hãi, khủng bố kia của Lam Sương Nhi, điều này khiến anh ta rất chi là hưởng thụ, quá trình thuần phục thật khiến cho người ta mong đợi ở phía trước. Cô không phải đang cho rằng, 4 cái đồ bỏ đi này có thể cứu được cô chứ? Tôi thật sự nghi ngờ, Lam Sương Nhi, cô có thù với 4 người bọn họ. Nên mới cố ý dẫn họ đi nộp mạng đúng không? Lam Sương Nhi không nói gì, cánh môi nhợt nhạt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Giang Hải liều lĩnh tới đây quả thực là khiến cho cô ta cảm thấy bất ngờ, cũng khiến cô ta không dự liệu được. Vốn cho rằng Giang Hải thật sự có thể giúp cô ta, nhưng không ngờ tới, bên người cậu Tả lại có nhiều người như thế, hơn nữa, nhìn ai nấy cũng đều có vẻ rất biết đánh nhau. Nếu như, bây giờ cô ngoan ngoãn cởi sạch quần áo ra, làm ra một tư thế khiến tôi vui vẻ thì có lẽ tôi có thể tha cho 4 người bọn họ một mạng. Tha cho chúng tôi một mạng ư? Lúc này, Giang Hải bật cười ra tiếng. Trên thế giới này, người dám nói lời to gan như thế này ở trước mặt đế vương, không phải là không có. Nhưng mà, những người này đã xanh cỏ từ lâu rồi. Tôi thật sự là muốn cảm ơn lòng nhân từ của anh đó, vì để cảm ơn anh, thì tôi sẽ xem xét việc để cho anh được sống. Lời nói của Giang Hải gần như là đang nói chuyện cười, trên khóe miệng cũng treo nụ cười nhẹ. Cho tôi được sống ư, Tả Thành không ngờ tới, Giang Hải sắp chết tới nơi rồi mà còn cứng miệng như thế. Mày chưa tỉnh ngủ à? Hay là bị điên rồi?
mày không xứng với giấc mơ như thế này đâu. Anh ta đã hết nhẫn nại từ lâu rồi, tùy tiện vẫy vẫy tay một cái, xử lý xong mấy người Giang Hải, miễn cho bốn con ruồi này làm ảnh hưởng tới việc anh ta và Lam Sương Nhi mây mưa với nhau. Nếu như mày rất muốn chết thì tao sẽ thành toàn. Sắc mặt Hoàng Tổng vặn vẹo, cuồng loạn hét lên, chúng mày đi chết đi. Ngay lập tức có mấy người từ bên cạnh người Tả Thành nhảy ra bao vây họ, mà tại chân cầu thang lại xuất hiện thêm mấy người nữa. Tất cả mọi người đều sửng sốt, vừa nhìn là biết có thực lực cực mạnh rồi. Giang Hải còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, lắc lắc đầu nói. Hạ Phi, cần bao lâu? 5 phút, không, chỉ cần 2 phút là đủ rồi. Giang Hải gật đầu, nhẹ nhàng kéo Lam Sương Nhi bước về phía sau 2 bước. Giang Hải biết, Hạ Phi sẽ không nương tay, lát nữa máu vẩy lên người thì sẽ chẳng chơi vui nữa đâu. Hạ Phi bước về phía trước 1 bước, ngón trỏ ngoắc ngoắc nhẹ, làm một động tác gọi chó rất chi là kiêu ngạo. Anh là ai? Tả Thành là người đã làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm, nhưng mà anh ta không phải là kẻ ngốc. Người bình thường khi đối mặt với tình hình như thế này, sợ là đã xón ra quần từ lâu rồi. Mà Giang Hải thì lại nhẹ nhàng điềm tĩnh như thế, thậm chí còn mang theo nụ cười khinh thường nữa. Hạ Phi đang đứng trước, khí thế cả người bùng phát một cách mạnh mẽ, tất cả mọi người ở trong phòng đều cảm nhận được cảm giác tim đập mạnh một cách khủng khiếp. Cao thủ! Trong lòng của Tả Thành lúc này nhanh chóng thoáng qua 2 chữ này. Vừa nhìn thì có thể nhìn ra được, người thanh niên trước mắt này rất không bình thường, đây là cao thủ, mà còn là cao thủ trong cao thủ nữa. Lúc này, Tả Thành cũng hiểu ra vì sao những người mà anh ta cử đi thành phố Giang Tư lại trở về một cách thảm hại như thế rồi. Gặp phải dạng cao thủ như Giang Hải mà còn có thể trở về với chân tay lành lặn, thì chính là phúc đức mà tổ tiên đang phù hộ. Không biết kiếp trước đã làm biết bao nhiêu là việc tốt mới được may mắn như vậy. Có thể sai bảo được cao thủ như Hạ Phi, thì Giang Hải nhất định là không đơn giản. Lúc này, Tả Thành rất hoài nghi, lẽ nào Giang Hải là con cái của gia đình danh giá nào, nước lũ mạnh mẽ xô vào miếu Long Vương rồi, thật sự là không tốt rồi. Là người mà anh không đụng vào được đâu. Giọng nói của Giang Hải cực kỳ bình tĩnh. Anh có biết tôi là ai không? Tả Thành nghi ngờ ở trong lòng. Đối phương hiển nhiên là biết rõ thân phận của anh ta, nhưng vẫn dám tới đây một mình, nếu như không có át chủ bài thì ai tin chứ? Ai ư, theo tôi thấy, thì chỉ là người chết mà thôi. Giang Hải không nói dối, chỉ cần anh muốn thì có thể khiến Tả Thành chết lúc nào cũng được, Giang Hải có thể nghĩ tới bất cứ cách chết nào. Một câu nói, hoàn toàn khiến cho Tả Thành phát điên lên, cho dù có đắc tội với một số người có thân phận thì có như thế nào chứ? Người mà nhà họ Tả ở Tề Vân không thể đụng vào, cũng chỉ có từng đó nhà mà thôi, mặt của Giang Hải rất lạ, Tả Thành tin chắc rằng Giang Hải không phải là con cháu của gia đình danh giá nào. Nếu như anh đã muốn chết, thế thì đi chết đi. Bắt giặc phải bắt người cầm đầu, Tả Thành sử dụng ánh mắt để ra hiệu cho mấy người xông lên hạ gục Giang Hải. Bốp! À! Ực! Để tao! 5 tên đều lao về phía Giang Hải, nhưng mà... Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há to miệng kinh ngạc. Giang Hải vẫn nhàn nhã đứng nguyên tại chỗ, mà những người kia thì hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài. Quá nhanh! Đồng tử Tả Thành co rút lại, bởi vì, anh ta căn bản không nhìn rõ được Giang Hải ra tay như thế nào. 5 tên côn đồ kia đều có chút bản lĩnh, nhưng đứng trước mặt Giang Hải thì giống như thiêu thân lao vào ngọn lửa vậy. Tiếng hét thảm thiết còn chưa kịp vang lên. Thì người đã bị bay vào bức tường cứng ngắc rồi bất tỉnh luôn. Bầu không khí, lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Ở phía sau, Lam Sương Nhi mở to hai mắt, há to miệng không thể tin được, suýt chút nữa quên cả hô hấp. Làm thế nào cũng không ngờ tới, người đàn ông của Cố Uyển Như chỉ mới giơ tay ra, thế mà lại mạnh mẽ như vậy. Lao về phía anh là 5 người đàn ông cao to vạm vỡ, bất kỳ một người nào cũng đều to gấp đôi Giang Hải. Tôi nói tôi là người mà anh không đụng vào được, xem ra, anh rất có ý kiến bất đồng đó. Sắc mặt Giang Hải bình tĩnh mà nghiêm túc. Cho rằng nuôi dưỡng mấy con heo ngu ngốc, thì anh có thể một bước lên trời à. Ở đằng sau Giang Hải, Lam Sương Nhi vẫn nắm lấy góc áo của Giang Hải như cũ. Lúc này, Lam Sương Nhi đột nhiên cảm thấy, ở phía trước chính là một ngọn núi không thể vượt qua, dày dặn và đáng tin cậy. Không cần biết có mưa gió gì, đều không hề gây tổn hại chút nào tới cô ta. Anh Tả, bây giờ nói cho tôi biết, người đang ở đâu. Nếu như, 10 phút nữa mà tôi chưa thấy người, thì tôi không thể đảm bảo mạng sống của anh đâu.
Tạ Thành căn bản không biết Hoàng Tổng đã bắt cha của Lam Sương Nhi, nên nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tổng. Cậu Tạ, chúng ta không thể. Tạ Thành gật gật đầu, Hoàng Tổng đã hiểu sai ý của anh ta rồi. Tạ Thành không hề có ý định thả người, chỉ là đang xác nhận, có phải người đang thật sự ở trong tay Hoàng Tổng hay không. Cha của Lam Sương Nhi, lại chính là con át chủ bài của họ. Có thể công lại cũng có thể thủ. Cha tôi đâu, ông ấy đang ở đâu? Lam Sương Nhi gấp gáp đỏ cả mắt, sự sợ hãi và rụt rè trong lòng đã phai nhạt đi rất nhiều. Ông ta, ở trên lầu. Tạ Thành cười lạnh, cô có thể lên đó gặp ông ta đi, nhưng mà, chỉ có thể một mình cô lên thôi, hơn nữa, phải cởi hết ra mới được. Sắc mặt của Lam Sương Nhi vừa mới vui mừng, sau đó lại nghe ra được ý bỡn cợt của Tạ Thành thì lại nghiêm mặt lại. Xem ra, anh không định thả người đúng không? Giang Hải nhìn ra được, người đang ở trong tay Hoàng Tổng, nếu mà như thế thì anh ta có sống hay không, cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Anh việc gì phải lo chuyện bao đồng thế? Đầu tiên là khí thế kinh người của Hạ Phi, sau đó là thủ đoạn ra tay của Giang Hải. Tạ Thành biết, cho dù hôm nay giữ đám người Giang Hải lại, sợ là cả hai bên đều sẽ có tổn thất hết, mà điều anh ta lo lắng nhất là, bản thân anh ta có thể an toàn thoát thân hay không. Giống như là những người đàn ông cao to mà mình đưa theo bên người này, nhà họ Tạ ở Tề Vân nuôi dưỡng không biết bao nhiêu, chết hay không chết anh ta hoàn toàn không quan tâm tới. Anh hình như chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải. Giang Hải cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Tạ Thành bật cười, liếm liếm môi đầy khát máu nói, tốt nhất là anh đừng có xen vào việc của người khác, nếu không, chẳng có ai được tốt đẹp hết đâu. Lam Sương Nhi, hôm nay tốt xác định muốn chơi cô rồi. Hơn nữa, không chỉ có mình tôi chơi cô, mà tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay cũng đều có thể chơi. Ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào Lam Sương Nhi, dọa cho tấm thân yêu kiều sợ hãi run rẩy, vội vàng trốn ra phía sau Giang Hải, bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, giống như là bị một con rắn độc dán lại gần người nhìn chằm chằm lấy mình, cảm giác thật là khủng khiếp. Không chỉ như thế, sẽ từng chút một chơi cô tới chết, để cho cô hoàn toàn trở thành một con điếm. Đợi khi thuần hóa xong thì tôi sẽ đưa cô tới Nhật cho cô đóng phim. Lam Sương Nhi, chẳng phải là cô muốn trở thành minh tinh sao? Tôi sẽ giúp cô, tôi tin là cô chắc chắn sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng lắm đó. Ha ha! Thật ác độc! Âm hiểm! Nham hiểm! Vô sỉ! Giang Hải hơi nhíu mày lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, loại người cặn bã như thế, không xứng được sống ở trên đời này. Tới cả đám người Hạ Phi cũng nắm chặt tay phát ra tiếng rắc rắc, hận không thể lập tức bước lên phía trước, táng chết lũ khốn nạn này. Lam Sương Nhi nghe thấy những lời này thì sắc mặt lập tức trở nên trắng nhợt ra, kết cục như thế này, cô ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bị ổi vô liêm sỉ, mà lại kiêu căng như thế. Giang Hải cũng chẳng muốn nhiều lời, nhất là, sẽ chẳng nói chuyện với người chết làm gì cả. Hôm nay, sẽ là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời anh. Có gì ngôn chăn chối gì, thì anh có thể nói ra đi. Lúc này, Tạ Thành giống như phát điên, ngửa mặt lên trời cười to, cười tới mức sắc mặt đỏ bừng lên, thậm chí còn có chút tím tái đi. Dường như là nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời. Di ngôn ư? Cho dù là lưu lại di ngôn, thì cũng là mày phải lưu lại. Khóe miệng Tạ Thành giật giật cực mạnh, anh ta đang chịu đựng, cố gắng hết sức khắc chế cơn thịnh nộ trong lòng. Mày nghĩ mày là cái thá gì? Có một chút bản lĩnh thì có thể muốn gì được nấy à? Nói cho mày biết nhé, ở tỉnh Tề Vân này, chỉ cần nhà họ Tạ của tao muốn, thì đều có thể hoành hành ngang dọc hết. Ánh mắt của Tạ Thành tràn ngập sự khinh thường. Tao có thể cho mày một cơ hội, bây giờ cút ngay cho tao, nếu không, hôm nay tất cả chúng mày, một đứa cũng đừng hòng thoát được. Vừa dứt lời, Giang Hải chậm chậm nghiêng đầu nhìn về phía chân cầu thang. Ở lối vào cầu thang đang có hai người mặc áo đen đứng ở đó, trước khi hai người áo đen này lộ diện, thì ngay cả Giang Hải cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của họ. Các người, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy đi. Giang Hải nở nụ cười nhẹ, kết án tử hình cho Tạ Thành. Chương 294. Các người thích chơi như thế nào thì cứ chơi như thế đi. Câu nói này, là Giang Hải nói, hai người ở tầng 2 đi xuống hiển nhiên là những người lão luyện. Là loại có năng lực. Nhưng mà, Giang Hải cũng chẳng thèm để ý tới, thậm chí tới cả Hạ Phi cũng chẳng nhìn thẳng lấy một lần. Hai người ở trên lầu, rất có phong thái của cao thủ, thong thả đi từ trên lầu xuống, coi thường Hạ Phi mà đứng ở trước mặt Giang Hải. Ai cũng có thể thấy được,
người chủ đạo chính là Giang Hải. Bắt giặc phải bắt người cầm đầu, chỉ cần có thể bắt được Giang Hải, thì Hạ Phi cũng chỉ là một khúc gỗ mục mà thôi. Nhưng mà, còn chưa đợi bọn họ ra tay, thì khóe miệng Hạ Phi đã nở một nụ cười hung ác. Ra tay với anh Giang ư, mày cũng xứng à? Hạ Phi động đậy một cái, chỉ thấy trong chớp mắt, hai tay giơ ra. Bộp, bộp, bộp. Hai cao thủ kia chưa kịp phản kháng lại, thì đã bị hai nắm đấm của Hạ Phi đánh tới, một gã bị đánh đập vào màn hình lớn đang chiếu phim, bom tấn kia. Điện xẹt xẹt lóe tia lửa, gã cao thủ kia ngã ngồi xuống đất nhìn như một con chó chết. Nắm đấm của Hạ Phi còn lâu mới bá đạo bằng nắm đấm của Giang Hải. Nhưng mà để đối phó với loại rác rưởi này thì không cần áp lực gì hết, thậm chí là đấm cái rồi thôi. Tim Tả Thành nảy lên một cái, không tự chủ được mà lùi về phía sau hai nước. Hai người này, anh ta đã phải tốn rất nhiều tiền mới có thể chiêu mộ được về làm việc cho mình, trên tay dính không biết bao nhiêu mạng người, làm việc chẳng màng tới hậu quả, cực kỳ hung ác. Nhưng mà khi đứng trước mặt Hạ Phi, thậm chí còn chưa có bất cứ phản kháng nào. Đã bị đánh cho ngất đi rồi. Ai có thể ngờ tới Hạ Phi lại có năng lực như thế này chứ? Lúc này, ánh mắt của Tả Thành lần đầu tiên lóe lên tia sợ hãi. Không có người bảo vệ thì anh ta sẽ trở thành miếng thịt ở trên thớt, mặc người xử lý, chỉ cần Giang Hải muốn, thì xử lý anh ta thế nào cũng được hết. Hoàng Tổng đứng ở phía sau người Tả Thành, vừa rồi còn mới mắng mỏ người ta xong, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì trái tim hoàn toàn chìm vào đáy cốc rồi. Xong rồi, xong đời rồi. Chẳng trách trước khi vào cổng, Hạ Phi lại cởi trói cho ông ta, thì ra chỉ là không muốn lãng phí sức lực phải kéo ông ta đi mà thôi. Có vào hay không thì Hoàng Tổng cũng chạy không thoát được rồi. Anh họ Giang à. Tim Tả Thành đập nhanh, đột nhiên có phản ứng lại. Có người từng cảnh cáo anh ta, thành phố Giang Tư của tỉnh Đông Hải có một người tên là Giang Hải, trăm triệu lần đừng có chọc tức người đó. Người thanh niên họ Giang trước mặt này, chính là người tới từ thành phố Giang Tư. Lại còn bá đạo ngang ngược như thế. Hiển nhiên, lúc này mới tỉnh ngộ ra thì đã muộn rồi. Nghe lời đồn thì Giang Hải là người đã hủy diệt cả nhà họ Doãn, mà ở phía sau Giang Hải còn có cao thủ nữa. Nhà họ Doãn bị hủy diệt, tới cả Phàn Cương tới giúp đỡ cũng chết chẳng toàn thây. Tới cả người lớn của nhà họ Tả cũng từng trịnh trọng cảnh cáo, trước khi làm rõ được bối cảnh của Giang Hải, thì không được có bất cứ dây mơ dễ má gì với anh ta. Nhưng mà, Tả Thành không ngờ tới bản thân ở Tề Vân, chỉ vì nhìn chúng Lam Sương Nhi, mà đã kết thù với Giang Hải rồi. Giang Hải và Lam Sương Nhi rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ánh mắt của Giang Hải lạnh nhạt, điềm nhiên, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, ánh mắt cứ như là đang nhìn người chết vậy. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của Tả Thành đột ngột thắt chặt lại. Ánh mắt khinh bỉ của Giang Hải nhìn anh ta, khiến anh ta rợn hết cả tóc gáy. Ánh mắt của Hạ Phi thì tràn đầy vẻ điên cuồng khát máu, còn mang theo hơi thở hung bạo nữa. Không thể nào! Tả Thành không hiểu được. Lam Sương Nhi chẳng qua chỉ là một ngôi sao tuyến hai nho nhỏ mà thôi, làm sao lại có quan hệ gì với Giang Hải được chứ? Hốt hoảng, sợ hãi, vừa rồi còn cao ngạo trịch thượng, mà bây giờ thì giống như một con chim sợ cành cong. Tất cả người của anh ta, chẳng có người nào đứng lên được, đều đã ngã xuống đất, bất tỉnh như người chết. Giang Hải bước tới, dẫm chân lên đống lộn xộn ở dưới mặt đấy, đế giày chạm vào nền gạch phát ra từng tiếng bước chân cộp cộp. Anh đừng có qua đây. Tả Thành hoàn toàn sợ hãi rồi, anh ta chưa từng nghĩ tới, chỉ chơi đùa với một ngôi sao nhỏ nhưng lại chọc vào một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Tôi chính là người của nhà họ Tả ở tỉnh Tề Vân, nếu như anh dám đụng vào tôi thì tôi. Anh ta rất muốn nói ra vài câu uy hiếp, nhưng mà hiển nhiên là Giang Hải không chấp nhận được việc bị người ta uy hiếp, Tả Thành cũng chẳng có bất cứ sự đe dọa nào. Bốp! Giang Hải tát một cái. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Tôi không cần biết anh là ai à, làm sai thì phải trả giá. Trả giá? Tả Thành hoảng sợ nhìn về phía Lam Sương Nhi, đều tại con điếm này, tại sao mình lại nhìn chúng con khốn xấu xa này chứ? Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi chưa làm gì cô mà. Quả thật là Lam Sương Nhi chưa phải chịu tổn hại mang tính thiết thực nào cả, còn tát Tả Thành hai cái nữa. Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu được. Trong lòng thì âm thầm căm hận, nhưng bên ngoài vẫn mang cái mặt nạ cực kỳ sợ hãi, nói những lời nịnh nọt. Trên mặt bị tát một cái, nóng rát vô cùng. Món nợ này, anh ta nhớ kỹ rồi, mất mặt mất mũi như thế, nhất định phải lấy lại trăm nghìn lần mới đủ. Thế này,
Là xong rồi à? Giang Hải cười chế giễu. Bây giờ tôi phế anh đi, rồi xin lỗi, thế là xong à? Hả? Tả Thành sửng sốt, lập tức nói, tôi bồi thường. Nhà họ Tả, không thiếu nhất chính là tiền, những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết đều chẳng là gì hết. Bồi thường thế nào? Cái này. Bộp. Tả Thành vừa mới do dự một cái thì bên má bên kia lại bị táng thêm một cái nữa. Một cái tát này, lực cực kỳ mạnh, Tả Thành bị đánh cho ngã xuống đất, có máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Nôn khan một trận, đầu lệch về một bên, một chiếc răng bị rơi ra, máu tươi đầm đìa. Lam Sương Nhi đứng ở phía sau thì ôm chặt lấy hai cánh tay, cả người giống như là bị điện giật. Chồng của Cố Uyển Như thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Người thanh niên nằm trên đất giống như một con chó què, lại chính là Tả Thành, cậu chủ của nhà họ Tả ở Tề Vân. Hoành hành ngang ngược ở tỉnh Tề Vân bao nhiêu năm nay, làm hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành. Đối mặt với người có bối cảnh như thế, Giang Hải không hề có chút để ý nào, nói ra tay là ra tay, hơn nữa, lại còn không hề lưu lại bất cứ sự ấm áp dư thừa nào. Câm rồi à? Một tiếng quát to vang lên, Hạ Phi có chút mất kiên nhẫn rồi, Giang Hải có thân phận gì chứ, có thể nói thêm vài câu với cái thể loại rẻ rách chuyên đi trêu đùa hãm hại con gái nhà người như Tả Thành, đã là phúc ba đời của anh ta rồi. Mà Tả Thành thì lại còn không biết điều, đã cho thể diện rồi lại còn không muốn, dùng tiền để mua mạng mà còn ngập ngà ngập ngừng. Cả người Tả Thành chấn động, máu trong người như đang sôi sục nào có thể kiềm chế được nữa chứ, sợ sệt, hoảng sợ đá chân loạn choạng, cố gắng trốn về phía sau, cách càng xa Giang Hải càng tốt, giống như là đối mặt với Diêm La Vương ở dưới địa ngục ấy. Anh Giang, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tha mạng, xin anh tha mạng. Bồi thường như thế nào, anh cứ nói đi, anh nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Tả Thành liên tục cầu xin tha thứ. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Giang Hải, khiến cho anh ta vô cùng hoảng sợ. Dưới đáy lòng có một loại cảm giác, chỉ cần có chút trái nghịch thì ngày hôm nay anh ta chết tại đây là cái chắc. Giang Hải quay đầu lại nói, khố xong, anh ta đã tạo những tổn thương nào cho cô. Cần đền bù như thế nào, cô nói bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Khố xong, chính là tên thật của Lam Sương Nhi, cho dù là những người trong nghề cũng không có bao nhiêu người biết được, mọi người đều quen gọi cô ta là Lam Sương Nhi. Lam Sương Nhi chỉ sửng sốt một lúc cũng không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng nói, anh Giang, cha của tôi. Giang Hải vỗ trán một cái, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tổng. Làm sao lại có thể quên được chuyện này chứ? Chú ý thấy Giang Hải nhìn ông ta. Sắc mặt Hoàng Tổng lập tức tím tái như màu gan heo. Tâm lý chịu chết cũng đã chuẩn bị rồi, dù sao, sống hay chết thì cũng phải trói thật chặt cha của Lam Sương Nhi. Người thanh niên ở trước mặt này, tới cả mặt mũi của Tả Thành cũng chẳng cho, nói đánh là đánh, thậm chí, nhìn có vẻ còn giống như nói giết là giết. Hoàng Tổng đã bị dọa cho ngây người từ lâu rồi. Ông ta không sao cả, thật sự là không sao hết. Vẻ mặt thể hiện sự đau khổ, tôi chỉ cần gọi điện thoại thì có thể thả người. Hạ Phỉ vứt điện thoại tới trước mặt Hoàng Tổng. Hoàng Tổng tới việc bò tới để lấy điện thoại cũng run rẩy hết cả người lên, không hề do dự chút nào bấm số điện thoại. Điện thoại được kết nối rất nhanh, đầu kia điện thoại có người cười nói, Hoàng Tổng, bây giờ có thể bóc tem được chưa? Không không không, trăm ngàn lần không được. Sau khi bắt người rồi, thì Hoàng Tổng không tính để cha của Lam Sương Nhi được sống. Suy cho cùng thì chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật được thôi. Mà, Lam Sương Nhi rơi vào tay của cậu Tả, không chết cũng bị lột một lớp da. Đợi tới khi cậu Tả chơi chán rồi thì sẽ tiễn Lam Sương Nhi đi tìm cha của cô ta thôi. Thả người ra, nhanh thả người ra, bây giờ lập tức thả người ra cho tôi. Hoàng Tổng hoàn toàn hoảng loạn rồi, điên cuồng hét vào điện thoại. Thả người à, Hoàng Tổng, ông không phải là uống lộn thuốc rồi đó chứ. Rất rõ ràng là những kẻ bắt cóc này không hề nghĩ như vậy. Bắt cóc người ta rồi còn lộ mặt ra nữa, nên có thể tùy tiện thả người ra được ư. Một khi người ta báo cảnh sát bị truy cứu ra thì bọn họ sẽ có chuyện lớn rồi. Tôi bảo các anh thả người ra, tiền, một xu cũng không thiếu cho các anh. Không không, tôi sẽ trả thêm tiền, thêm 10 lần. Trong điện thoại, một nụ cười hung ác lập tức truyền tới, Hoàng Tổng à, ông có biết quy tắc của chúng tôi không vậy? Nhìn thấy tiền thì chúng tôi mới làm việc. Cái này, người thì đang ở trong biệt thự của cậu Tả, Hoàng Tổng cũng chẳng phải là thần tiên, làm sao có thể chuyển khoản được chứ? Với cả điện thoại của ông ta cũng bị đạp vỡ nát ra rồi. Tôi đưa,
Tả Thành cũng chẳng phải là loại ngu ngốc lắm, lúc này, tính mạng của mình đang bị nắm trong tay người khác, bất luận là phải trả bao nhiêu tiền thì cũng chỉ mong có thể bình an vô sự. Nhưng mà, trong lòng lúc này đang hận Hoàng Tổng vô cùng. Đều là cái loại ngu ngốc này, vì sao lại dám làm ra cái việc bắt cóc này chứ? Còn nữa, nếu như không phải Hoàng Tổng, thì làm sao lại thu hút đám người Giang Hải tới nơi này chứ? Dựa vào yêu cầu của bọn bắt cóc, Tả Thành phải ngoan ngoãn gọi điện thoại cho người chuyển tiền qua. Trong điện thoại, cuối cùng bọn bắt cóc cũng cười rồi. Hoàng Tổng, ông có biết là chúng ta đang làm cái gì không? Nếu như có người dám báo thù chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không ngại ngùng khiến cho người này vĩnh viễn ngậm chặt miệng. Đây chính là sự uy hiếp cuối cùng của bọn bắt cóc. Rất nhanh sau đó trong điện thoại truyền tới giọng nói của Khố Chính Nam. Song Nhi, Song Nhi. Cha. Lam Sương Nhi bật khóc. Lúc này, không phải là lúc khóc lóc qua điện thoại, Giang Hải đích thân nói, bảo cha cô lập tức rời đi, tìm một nơi an toàn ấy. Giang Hải nhìn chằm chằm Hoàng Tổng, trên mặt lúc nào cũng treo ý cười. Hoàng Tổng, thả người thế là xong rồi à? Đáy lòng run rẩy, Hoàng Tổng nuốt nước bọt một cách mãnh liệt. Tập đoàn Uyển Như cũng muốn chơi đùa một chút về lĩnh vực công ty giải trí, không biết, Hoàng Tổng có ý định muốn bán công ty giải trí của mình không? Cả người chấn động, Hoàng Tổng ngây ngốc luôn rồi, nếu không có công ty giải trí, thì ông ta chả là cái thá gì hết. Mà lúc này, ông ta có tư cách cự tuyệt ư? Là mạng sống quan trọng hay là tiền quan trọng hơn, chỉ cần là con người thì đều biết cần phải lựa chọn như thế nào. Nên chọn như thế nào? Vừa hay, tôi cũng đang muốn bán công ty. Giang Hải quay sang nhìn Hạ Phi, chuyện này, giao cho anh xử lý nhé. Giá rẻ à? Không. Hạ Phi tuyệt đối sẽ không tiêu một đồng nào hết, đây cũng chính là sự trừng phạt mà Hoàng Tổng cần phải chịu. Nhưng người, Giang Hải dùng tư thế cao cao tại thượng đứng ở phía trước người Tả Thành. Anh còn chưa nói, sẽ bồi thường như thế nào. Tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu của anh ta. Lúc này, Lam Sương Nhi cũng đã cúp điện thoại, khuôn mặt cũng ấm áp hơn rất nhiều, nhưng vẫn mang theo sự giận dữ. Giang Hải nhún nhún vai, Lam Sương Nhi không cần thì đó là tự do của cô ta. Nhưng mà Giang Hải có cần hay không đây, một chuyến đi này, chẳng lẽ lại công cốc ư? Nghe nói, anh đã tra tấn hành hạ không ít người nhỉ. Việc anh đưa người tới Nhật để đóng phim, không biết là thật hay là giả. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tả Thành nào dám trả lời. Phủ nhận ư, anh ta nào có cái gan đó chứ. Thừa nhận ư, lại chính là tìm chết đó. Giang Hải cười, trên mặt lại treo lên một nụ cười thân thiện. Tôi là người làm ăn. Vấn đề mà tiền có thể giải quyết được thì đều không phải là vấn đề lớn, anh Tả à, anh thấy thế nào? Chương 295. Vâng, Tả Thành gật đầu như dã tỏi. Giang Hải cười, nói chuyện với người thông minh thật là nhẹ nhàng. Sau đó, anh vừa nhíu mày một cái thì dọa cho Tả Thành nhảy dựng cả lên, cho rằng Giang Hải lại có chỗ nào không vui vẻ cơ. Anh Tả, bao nhiêu thì mới thích hợp? Anh muốn bao nhiêu? Sắc mặt Tả Thành cực kỳ khó coi. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ bị có người nào uy hiếp như thế, càng chẳng có người nào dám dùng mạng của anh ta ra để uy hiếp anh ta hết. Tả Thành, chính là cậu gia chủ họ Tả, từ trước tới giờ chỉ có anh ta uy hiếp người khác thôi. Vừa nhìn thấy sắc mặt Giang Hải không vui thì Tả Thành lập tức sửa miệng lại ngay. Tôi chỉ có 100 triệu tiền tiêu vặt thôi, tôi sợ. Sợ anh Giang không hài lòng. Giang Hải không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng hơi run rẩy. Tiền tiêu vặt mà đã là 100 triệu rồi ư. Có những người, vừa ra đời đã ở ngay vạch đích rồi, thậm chí còn cao hơn điểm đích của người khác phấn đấu cả đời rất nhiều, đầu thai đúng thật sự là một việc yêu cầu kỹ năng đấy. Chỉ là đáng tiếc thật, sinh ra loại con cái như Tả Thành cũng chính là do nhà họ Tả đã làm nhiều điều độc ác, đây chính là dấu hiệu của sự sa sút. Giả bộ không vui, Giang Hải hừ lạnh một tiếng, 100 triệu thì 100 triệu. Sau đó, bảo Hạ Phi đưa số tài khoản. Tả Thành ngoan ngoãn lập tức chuyển tiền qua. Rất nhanh sau đó, có thông báo nhận được tiền, Hạ Phi đưa tin nhắn báo đã nhận tiền đưa cho Giang Hải đọc. Cái tên Tả Thành này quả thật cũng có chút thành ý. 110 triệu, đều chuyển hết qua, thậm chí, một chút tiền lẻ cũng không để lại, hai chữ số sau dấu thập phân cũng được chuyển đi. Hiện tại số tiền trong tài khoản của Tả Thành là một con số không tròn chính. Đi, quỳ xuống nói xin lỗi với Khố xong. Ánh mắt Giang Hải lạnh lùng, đơn giản bỏ qua cho Tả Thành như thế là điều không thể nào.
Giang Hải tới tỉnh Tề Vân một chuyến, không mang theo chút đồ gì về thì quá mất công rồi. Trong lòng đang phân vân nên đưa theo cái gì về thì mới tốt. Một cánh tay hay là một cái chân? Hoặc là... Khóe miệng Giang Hải nhếch lên, nở một nụ cười tà ác. Khố xong, nhất thời Tả Thành chưa phản ứng lại được. Mà, Lam Sương Nhi ở phía sau thì lại sửng sốt. Giang Hải, làm sao có thể biết được tên thật của cô ta chứ? Điều này, làm sao có thể chứ? Lam Sương Nhi chưa từng nói với ai tên thật của cô ta là Khố Song. Giang Hải đang đứng ở trước mặt, Tả Thành tới cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Trong lòng thì sợ hãi, anh ta không dám nhìn Giang Hải có đôi mắt như diều hâu kia. Anh ta lúc này, hai bên má đều đang sưng phồng lên, nói chuyện đều không rõ ràng. Mùi máu tanh trong miệng lại càng khiến anh ta khó chịu. Bỏ tới trước mặt Lam Sương Nhi, lúc Tả Thành ở đúng vị trí rồi thì quỳ xuống cung kính nói, thưa cô Lam Sương Nhi, đều là do tôi không phải là người, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô. Ngây ngốc nhìn Tả Thành, hai mắt Lam Sương Nhi chớp chớp, không dám tin vào mắt mình. Lúc này, người quỳ trước mặt cô chính là Tả Thành. Là cậu gia chủ họ Tả ở tỉnh Tề Vân, bình thường lúc nào cũng cao cao tại thượng, muốn chơi đùa những ngôi sao nhỏ lúc nào cũng được. Chính là cậu chủ hung ác lúc trước nói muốn chơi chết mình, nhất định phải làm thế nào với mình. Nhưng mà, bây giờ thì sao? Như một giấc mộng huyền ảo, lại quỳ trước mặt mình. Cúi thấp đầu, vô cùng chân thành mà nói lời xin lỗi. Đang mơ ư? Không, điều này còn không chân thực bằng một giấc mơ. Lam Sương Nhi biết. Tất cả mọi thứ đều là do Giang Hải, đều nhờ chồng của Cố Uyển Như. Người này, rốt cuộc có thân phận gì, không chỉ không sợ nhà họ Tả ở Tề Vân, lại còn hung hăng dần cho Tả Thành một trận. Thưa cô Lam Sương Nhi, tôi sai rồi, mong cô tha thứ cho tôi, sau này tôi không dám nữa. Thấy Lam Sương Nhi không nói chuyện, vẻ mặt của Giang Hải càng ngày càng trầm xuống, Tả Thành bị dọa phát run lên. Những người bảo vệ kia chính là những cao thủ mà bản thân mình thuê về. Hiện tại đã không biết sống chết như thế nào rồi. Nếu như làm Giang Hải giận, thì rất có khả năng cái mạng nhỏ này của mình cũng chẳng giữ nổi nữa. Không cần biết ở trong lòng Tả Thành có căm hận như thế nào, có không cam lòng như thế nào đi nữa, thì giờ này phút này anh ta cũng không dám làm trái lại lời nói của Giang Hải tí nào hết. Quỳ xuống, ít nhất còn có thể giữ được mạng sống. Cho dù muốn báo thù, thì đó cũng là chuyện sau này. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Đều trách tôi, đôi mắt chó này của tôi bị mù rồi, không nên làm ra việc cầm thú như vậy với cô. Bị táng cho rơi một cái răng, mặt mũi cũng sưng phồng hết cả lên, lời nói của Tả Thành ngọng nghịu không rõ ràng, khóe miệng còn vương vết máu, nhìn cứ như chó nhà có tang ấy. Ánh mắt thì mang theo sự sợ hãi, kinh hoàng, còn tay chân thì lại run rẩy. Lam Sương Nhi vẫn không dám tin như cũ, toàn bộ những điều đang diễn ra trước mắt này là thật ư. Cô tha thứ cho anh ta không? Giang Hải nói chuyện, chẳng qua chỉ là muốn dạy cho Tả Thành bài học để anh ta biết điều hơn mà thôi, lẽ nào còn hy vọng có thể khuyên anh ta quay đầu lại làm người tốt ư? Tha thứ hay không hoàn toàn không có ý nghĩa gì nhiều. Nếu như, cô không tha thứ cho anh ta thì tôi giết anh ta thay cô cũng được. Sạch sẽ gọn gàng sẽ không lưu lại mầm tai họa đâu. Nhiệt độ không khí giảm xuống cực kỳ lạnh lẽo trong chớp mắt. Tả Thành bị dọa run rẩy, suýt nữa thì tè cả ra quần. Loại việc giết người này, Giang Hải tuyệt đối có thể làm ra được. Nhà họ Doãn, chẳng phải là một minh chứng sống đó sao? Chính mình ở phía Bắc cũng bại trên tay Giang Hải đó thôi. Hai người này, có người nào không phải là người tàn nhẫn chứ, nhưng toàn bộ đều chết trước mặt Giang Hải. Bộp, bộp, Tả Thành bị dọa sợ rồi, tự ra tay tát vào mặt mình. Tôi không phải là người, cầu xin cô Lam tha thứ cho. Âm thanh tát tai vang lên rõ mồn một. Trái tim của Lam Sương Nhi đang đập một cách kịch liệt, dường như mà muốn nhảy cả ra ngoài. Lúc trước, Lam Sương Nhi chỉ cầu xin Tả Thành đừng làm khó cô ta nữa. Chưa từng nghĩ tới, lại có một ngày, cậu chủ gia đình danh giá cao cao tại thượng ấy, lại quỳ trước mặt mình, như một con chó vẫy đuôi van xin lòng thương xót. Cô ta biết, nếu cô ta không tha thứ thì có lẽ Giang Hải thật sự sẽ ra tay. Suy cho cùng thì cô ta cũng là người lương thiện. Cô ta không muốn có bất kỳ người nào đó phải chết vì mình, cho dù người đó từng là người muốn làm cô ta chết. Chỉ cần về sau anh đừng tới làm phiền tôi nữa là được. Cuối cùng, Lam Sương Nhi cũng nói ra lời này, khiến cho trái tim Tả Thành cũng nhẹ nhõm hơn, cả người như sụp xuống, nằm bò trên mặt đất.
dường như là vừa mới đi dạo một vòng ở quỷ môn quan mới về, cả tim phổi đều đau đớn run sợ. Sau này, nếu như còn tới gây phiền phức cho cô ta, thì anh chính là một người chết, nếu tôi vui vẻ thì có lẽ có thể cho anh được toàn thây. Lời nói của Giang Hải vang lên rất đúng lúc, khiến cho Tả Thành như bị nhét vào trong hầm băng. Không dám, không bao giờ dám nữa. Cho dù có cho anh ta 10 lá gan nữa, thì giờ này phút này Tả Thành cũng không dám nói nửa chữ cứng cỏi nào. Anh Giang, chúng ta đi thôi. Lam Sương Nhi lúc này chẳng muốn ở lại đây nữa, lại càng không muốn đối diện với cái loại biến thái như Tả Thành. Nghe thấy lời này, Tả Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, cái mạng này cuối cùng cũng giữ được rồi. Tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống thì khó tha. Sau này anh sẽ không được phép làm hại con gái nhà lành nữa. Giang Hải ném lại một câu như thế rồi đi đầu bước ra bên ngoài. Lam Sương Nhi không hiểu gì cả, vội vàng đi theo sau. Hai người vừa mới ra ngoài cửa thì ở trong biệt thự truyền tới một tiếng thét thảm thiết vang lên. Làm sao để không gây tội nữa? Làm thế nào để không làm hại con gái nhà lành nữa? Hạ Phi ở lại cuối cùng, dùng hành động để giải thích cho Tả Thành hiểu được. Trứng của Tả Thành, bị một chân đạp nát rồi. Từ nay về sau, cho dù có muốn làm hại ai thì cũng chỉ có thể dùng tay mà thôi. Hạ Phi cười lạnh, ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Hoàng Tổng đang bị dọa cho ngây người kia. Ông chắc hẳn nên biết cần phải làm như thế nào rồi chứ, tốt nhất không nên dở trò gì hết, tôi không ngại nếu thu thêm chút tiền lãi đâu. Công ty giải trí, Giang Hải muốn cướp đồ vật từ trong tay đám cặn bã này, Giang Hải chẳng hề có chút cảm thấy tội lỗi nào hết. Đám người Hạ Phi cũng chỉ cảm thấy vui vẻ thôi, những người dùng phương thức trà đạp lên người khác để kiếm tiền, giờ lại bị dẫm dưới chân mình khiến cho Hạ Phi cảm thấy rất chi là có thành tựu. Dùng ánh mắt sợ hãi tiến Hạ Phi di, Hoàng Tổng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mà quần của ông ta thì đã ướt đẫm một mảng rồi. Xe của Giang Hải rời đi, rồi đi tìm cha của Lam Sương Nhi. Trong biệt thự, Tả Thành đau đớn rên rỉ, khóc thút tha thút thít, mặt mày tái mét như tờ giấy. Cậu Tả, cậu Tả! Hoàng Tổng vội vàng bước lên phía trước. Cút, tao đờ mờ cả tổ tông nhà mày. Tả Thành hoàn toàn nổi giận rồi, sự căm thù ở trong lòng giống như núi lửa phun trào, không cách nào thu lại được. Tả Thành đã bị mất đi bộ phận đàn ông của mình, cố gắng kiềm chế sự đau đớn. Tao cần về nhà họ Tả, tao cần về nhà họ Tả. Nếu như, người lớn trong nhà họ Tả biết được, người nhà họ Tả bọn họ bị phế mất, thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết được. Những cao thủ của nhà họ Tả, nhất định sẽ đi giết Giang Hải, giết Lam Sương Nhi. Không, Tả Thành căm hận nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người, đều, phải chết. Nhanh, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Xe cứu thương. Trên xe, khuôn mặt xinh đẹp của Lam Sương Nhi vẫn đang còn ửng hồng. Mấy ngày này, trái tim đang treo lơ lửng của cô ta cuối cùng cũng có thể đặt xuống rồi. Nhưng mà cô ta vẫn hơi có chút lo lắng một cách không rõ ràng. Tả Thành, thật sự sẽ bỏ qua cho cô ta ư? Đừng nói là Tả Thành, đổi lại là người nào cũng sẽ không nuốt trôi được cục tức này. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bên sườn má của Giang Hải, ánh mắt cô ta dần dần trở nên lạc lối. Người đàn ông này thật sự là một người đàn ông thần bí. Cố Uyển Như, thật là hạnh phúc. À, đúng rồi. Lam Sương Nhi đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc ở trong biệt thự, Giang Hải đã từng gọi cô ta là Khố Song hai lần. Cố gắng tìm kiếm ở trong hồi ức, nhưng mà Lam Sương Nhi không hề có bất cứ ấn tượng gì với Giang Hải hết. Suy cho cùng khi Lam Sương Nhi cùng cha rời khỏi thành phố Giang Tư, thì cô ta còn quá nhỏ, thời gian trôi qua như mây bay, những người mà cô ta có thể nhớ cũng thật sự rất ít. Anh Giang! Giang Hải cười mỉm nói, yên tâm đi, cha cô không sao đâu. Từ khi các nghiệp vụ của tập đoàn Uyển Như vươn chi nhánh ra ngoài, thì những người được đào tạo huấn luyện cũng trở thành lực lượng bảo vệ của mỗi chi nhánh bên ngoài. Hạ Phi vừa mới thông báo, thì lập tức đã có người đi bảo vệ cho sự an toàn cho cha của Lam Sương Nhi, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Không, tôi muốn hỏi. Trước đây chúng ta quen nhau à? Giang Hải nghiêng đầu lại nói, có lẽ vậy. Nếu như Lam Sương Nhi nhớ tới cái bánh mì bị cướp năm đó, thì Giang Hải cũng muốn nói một chút chuyện thời niên thiếu. Nếu như không nhớ thì cũng không sao cả. Giang Hải cảm ơn chiếc bánh mì kia, thì báo đáp lại là được rồi, không cần thiết phải mang chuyện ơn huệ ra để nói. Anh là người thành phố Giang Tư phải không? Anh, Lam Sương Nhi không biết nên biểu đạt như thế nào,
suy nghĩ một lúc rồi nói, làm sao anh biết được tên thật của tôi thế? Vẻ mặt của Giang Hải thể hiện như kiểu chợt nghĩ ra, thì ra là do bản thân mình đã bất cẩn gọi sai tên rồi. Tôi nghe Ngô Mẫn nói, cậu ta nói, hai người có quan hệ rất tốt. Giang Hải mỉm cười nói, cậu ta còn nói, cô tổ chức concert thì cậu ta có thể lấy được vé vào mà không mất tiền mua. Thì ra, là thế. Lam Sương Nhi có chút thất vọng, thật ra bản thân cô ta cũng không biết được bản thân mình đang thất vọng cái gì nữa. Không khí trong xe như ngưng động lại, hai người không có ai nói thêm câu gì. Đầu óc của cô ta hiện tại là một khoảng trống rỗng, mấy lần muốn tìm đề tài để nói chuyện, nhưng mà không biết nên mở miệng như thế nào. Cô ta chưa từng gặp được người đàn ông nào tài giỏi như vậy. Trái tim khẽ run lên, vừa nãy ở trong kia, anh chỉ cần giơ tay lên đã khiến cho Tả Thành làm một điều cả đời này chưa từng làm, đó là quỳ xuống xin lỗi. Khí thế trên người Giang Hải, làm lay động tất cả mọi người, bao gồm cả Lam Sương Nhi. Quá lợi hại. Không, là quá chấn động. Giống như, một bộ phim vậy. Thậm chí, phim cũng không diễn được như thế. Chương 296. Nhà họ Tả tỉnh Thanh Thiền. Tại Thanh Thiền, là một gia tộc được truyền thừa lâu đời với nhiều di sản, bất kể là thế giới bạch đạo hay là thế giới ngầm cũng đều có một vị trí hết sức quan trọng. Có thể nói, ở Thanh Thiền, không có người nào dám đụng vào nhà họ Tả. Lại càng không có bất cứ một người nào dám làm hại nhà họ Tả. Vẫn luôn như thế, đây là thiết luật, ai cũng đều biết nhà họ Tả không dễ trêu chọc, trừ khi không cần mạng sống nữa. Bên cạnh Tả Thành không có cao thủ gì. Nhưng bất kể là Tả Thành có làm những việc thương thiên hại lý, khiến cả ông trời và con người đều tức giận, thì cũng chẳng có bất cứ hậu quả gì. Tả Thành đang nằm ở trên cáng, được tiêm một mũi thuốc an thần nên đã ngủ rồi. Tả Thành ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nhưng mà thứ đã bị phá nát kia, mãi mãi chẳng bao giờ có thể làm lại từ đầu được nữa. Tả Thành đã hoàn toàn trở thành một tên thái giám rồi, những việc của đàn ông kia cũng hoàn toàn không thể làm được nữa. Mới vừa rồi còn hoảng loạn la hét đòi phải trả thù. Hạ Phi đạp một phát, không nặng cũng chẳng nhẹ, vừa vặn cắt đứt gốc rễ của Tả Thành. Trong phòng họp, một số người lớn đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt giận dữ. Cái người thanh niên tên là Giang Hải kia quá kiêu ngạo, lại dám tới tỉnh Thanh Thiền, tới biệt thự của Tả Thành để phế Tả Thành. Những người lớn này, trừng mắt nhìn cảnh Hạ Phi giơ chân đá cú cuối cùng vào người Tả Thành. Quá độc ác. Tất cả mọi người đều không tự chủ mà kẹp chặt hai chân lại. Chính một cú đá này đã hoàn toàn cắt đứt mọi thứ có thể làm đàn ông của Tả Thành. Trong lòng tất cả mọi người đều cực kỳ lạnh lẽo. Cho dù ở nhà họ Tả thì Tả Thành cũng chỉ là một cậu chủ nhỏ không nên thân, nhưng dù sao thì anh ta vẫn là người của nhà họ Tả. Giang Hải, đường xá xa xôi tới đây, lại phế Tả Thành đi, chẳng khác gì là đang tìm chết. Đừng nói là Tả Thành, cho dù chỉ là người hầu của nhà họ Tả. Thậm chí chỉ là một con chó, cũng không phải là thứ mà Giang Hải có thể đụng vào. Cực kỳ kiêu ngạo. Cái tên Giang Hải này, hoàn toàn không coi nhà họ Tả ở Thanh Thiền ra gì, lại còn không đối xử với Tả Thành như đối với một con người. Trong lòng tất cả mọi người đều nghẹn một cục tức, không khí dường như ngưng động lại, tất cả mọi người đều không nói gì. Nhà họ Tả ở Thanh Thiền đã thành lập được mấy nghìn năm rồi, chưa từng phải chịu sự nhục nhã như thế này. Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ vị, chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tả. Chậm rãi giơ tay lên vỗ mạnh xuống một cái. Từ trước tới giờ ông ta vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh, cho dù trời có sập xuống cũng không hề thể hiện cảm xúc gì, nhưng vào giờ phút này, lại cực kỳ tức giận. Nhà họ Tả, chính là đế quốc thương nghiệp của Thanh Thiền, 3 năm trước đã giao cho Tả Quang Tổ quản lý. Tả Quang Tổ tuổi trẻ đầy triển vọng. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã đưa địa vị của nhà họ Tả ở Thanh Thiền lên một tầng cao mới. Nó dường như đã trở thành sức mạnh siêu cấp một phương rồi. Việc tăng số tài sản lên gấp đôi chỉ là việc thứ yếu. Điều quan trọng nhất đó chính là trọng lượng của lời nói. Bây giờ ở Thanh Thiền, chỉ cần nhà họ Tả nói một câu, thì chẳng có chuyện gì không làm được hết. Bất kể là thế giới bạch đạo hay là thế giới ngầm, ai nấy đều run rẩy, tất cả mọi người đều đang sợ hãi. Sợ có ngày nào đó nhà họ Tả không vui rồi lại thu mua bọn họ luôn. Mà lúc này, nhà họ Tả cũng đang điều chỉnh lực lượng, cũng đang làm những việc này. Tài sản ngày càng nhiều, ở thế giới ngầm thì lại như một vị vua trị vì thiên hạ. Tả Quang Tổ muốn biến nhà họ Tả trở thành ông vua thế giới ngầm của Thanh Thiền. Tới cả hoàng tộc quản lý cả một tỉnh cũng phải nhíu mày nhăn mi,
rất nhiều việc đều cần phải hỏi han ý kiến của nhà họ Tả. Khi thế lực đã đột phá được nút thắt, thì sẽ vượt dần khỏi sự kiểm soát. Hai. Một tiếng thở dài vang lên, một ông cụ chậm chạp nhắm chặt hai mắt lại, chiếc gậy trong tay nặng nề đập xuống nền đất. Tôi đã từng cảnh cáo Tả Thành rồi, không được có bất cứ gì liên quan dính líu gì với Giang Hải ở thành phố Giang Tư. Bây giờ, chính là thời điểm quan trọng của nhà họ Tả, bất luận là gây thù chuốc oán với ai, hay là kết nhầm bạn, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thật không ngờ. Hai. Nhà họ Tả, không đụng vào Giang Hải được, thế nên mới cảnh cáo Tả Thành không được tới chiêu chọc tập đoàn Uyển như ở thành phố Giang Tư. Không chỉ đơn giản như thế. Một người tên là Giang Hải nho nhỏ, đừng nói tới việc lai lịch không rõ ràng, cho dù phía sau có thế lực siêu nhiên, thì cũng không thể nào lọt vào mắt xanh của nhà họ Tả được. Đối với nhà họ Tả ở thời điểm này mà nói, không chỉ tập đoàn Uyển như ở thành phố Giang Tư, còn có rất nhiều những gia tộc có thực lực khác, bọn họ cũng cảnh báo cho người nhà họ Tả, không thể tùy tiện tiếp xúc được. Một tháng tới đây, tất cả mọi thứ của nhà họ Tả đều mang ý nghĩa quan trọng. Thành công, thì sẽ trở thành vương giả của thế giới ngầm ở Tử Vân, thậm chí trở thành vua, thành bá chủ luôn, còn chẳng cần e ngại hoàng thất. Bại, ở mức độ nhỏ thì sức mạnh của nhà họ Tả sẽ sụt giảm xuống mấy chục năm, nghiêm trọng hơn thì có thể gây ra họa diệt vong. Đụng chạm tới lợi ích của hoàng thất, thì không phải là một trò chơi nữa. Phế luôn cả Tả Thành, mối thù lớn như thế, lẽ nào không báo ư? Một người đàn ông trung niên chậm chạp ngẩng đầu lên, ông ta chính là cha của Tả Thành. Con trai chỉ còn lại được nửa cái mạng, mà lại chính là con trai độc nhất của ông ta. Hương hỏa duy nhất của ông ta coi như hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Nhìn thấy con trai như thế, trong lòng ông ta lửa giận ngập trời. Một đám rác rưởi, nhiều người bảo vệ như thế mà tới một người cũng không đối phó được, nhà họ Tả, nuôi dưỡng đám bỏ đi đó còn có tác dụng gì? Lời mà ông ta nói là chỉ những người hầu hạ bên cạnh Tả Thành. Trong chuyến đi này, tính cả Lam Sương Nhi và Giang Hải cũng chỉ có 5 người, mà ở bên trong biệt thự của Tả Thành, có gần 10 người, chưa kể bên ngoài biệt thự còn có bảo vệ canh gác. Một đám bỏ đi này, thậm chí một tin tức cầu cứu cũng không gửi đi được. Không phải là đám người đó vô dụng, mà cái thằng nhóc họ Giang kia không phải là người bình thường. Tả Quang Tổ ngồi ở chủ vị lặng lẽ mở miệng, lông mày đang xoắn chặt lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, mang theo một nụ cười lạnh. Cho dù có là Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, đắc tội với nhà họ Tả, cũng chính là đang tìm chết. Gia chủ, cái tên Giang Hải này, có bối cảnh như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào Tả Quang Tổ. Tạm thời chưa điều tra ra, còn quá khứ của anh ta đơn giản khiến người ta khó mà tin được. Đứa trẻ mồ côi của nhà họ Giang ở thành phố Giang Tư, một đứa trẻ lạc lõng, đầu đường xó chợ. 5 năm trước đột nhiên mất tích. Cụ thể là đi đâu thì chẳng có ai biết được. Không lâu trước đây mới quay về thành phố Giang Tư, kết hôn với Cố Uyển Như, sau đó thì có tập đoàn Uyển Như. Bình thường chẳng có gì kỳ quái. Cần nói có gì đáng chú ý thì đó chính là nguồn vốn vô hạn của tập đoàn Uyển Như. Nhưng mà, điều này cũng không có gì quá kỳ lạ. Thời gian 5 năm, nếu một người gặp được kỳ ngộ thì có thể kiếm được chút tiền, cũng là điều không thể khiến người ta quá kinh hãi được. Chỉ là... Tả Quang Tổ nói, chỉ là, anh ta một chiêu có thể đánh bại chính mình, chính là chính mình của nhà họ Triệu ở phương Bắc. Còn có, thời gian trước, nhà họ Doãn ở Danh Quận đột nhiên bị hủy diệt, cũng chính là do một tay Giang Hải làm ra, nghe nói, lúc diệt nhà họ Doãn có xuất hiện một cao thủ, nhưng cũng chỉ có một chiêu mà khiến đầu lìa khỏi xác. Giọng nói của Tả Quang Tổ âm trầm nặng nề. Rất hiển nhiên, Giang Hải không phải là không có bối cảnh, mà là bọn họ không điều tra ra được. Thế thì có bối cảnh gì mà bọn họ cũng không điều tra ra được? Hoàng thất à? Hoàng thất! Trong phòng họp, có không ít người đều thất thanh hô lên. Nhưng mà, Tả Quang Tổ lại chậm rãi lắc đầu, đã từng điều tra rồi, anh ta không phải là người của Hoàng thất. Nếu như Giang Hải là người của Hoàng thất, thì cũng sẽ không tặng cho Cơ Tử Ý một cỗ quan tài như thế. Đối phó với một tên như Giang Hải, thì Tả Quang Tổ cho rằng cũng không có gì khó xử cả. Điều khó là làm thế nào để tránh thoát được thế lực phía sau Giang Hải. Có thể diệt được cao thủ như Phàn Cương, ở phương Đông này là việc vô cùng hiếm thấy. Trừ khi, cổ võ giả, cái này còn có khả năng. Nếu như là người của các cổ võ thế gia danh giá, thì tất cả những điều này, đều có thể lý giải được rồi.
Thù của Tả Thành, nhất định sẽ báo, chỉ là, bây giờ thì chưa được. Tả Quang Tổ suy đi nghĩ lại, nhà họ Tả không thể vì một đứa như Tả Thành mà chậm trễ việc lớn được. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, chỉ còn chờ gió đông nữa thôi. Nếu như, địa vị của nhà họ Tả ở Thanh Thiền có thể vượt qua được cả Hoàng Thất, hoặc là ngồi ở thế cân bằng với Hoàng Thất, thì đối phó với một người như Giang Hải, chính là việc dễ như bóp chết một con kiến. Cho dù phía sau Giang Hải có cổ võ giả thì thế nào chứ? Lẽ nào, Giang Hải có bối cảnh, mà nhà họ Tả thì không có ư? Tả Thành bị đánh thành như thế, nếu như nhà họ Tả chúng ta không làm gì cả thì còn mặt mũi nào, hơn nữa lại còn trở thành trò cười cho thiên hạ ấy. Nụ cười mỉm của Tả Quang Tổ dần dần trở nên hung ác hơn. Truyền tin đồn ra ngoài, bảo Giang Hải tới Thanh Thiền nhận tội. Không chỉ cần phải tới, mà còn cần phải quỳ xuống, từng bước, vừa quỳ vừa dập đầu xuống. Giang Hải, làm sao có thể bị nhà họ Tả thao túng được chứ, nếu như sợ nhà họ Tả thì làm sao lại dám phế bỏ Tả Thành. Từ một cú đạp kia của Hạ Phi, thì ân oán này mãi mãi không thể hóa giải được nữa rồi. Không bao lâu sau thì Tả Thành từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra một cách vô lực, phía thân dưới truyền tới sự đau đớn, gần như lúc anh ta tỉnh dậy thì đã trở thành đồ bỏ đi rồi. Có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở bên cạnh giường, đang che mặt khóc. Mẹ, nước mắt của Tả Thành, không nhịn được tràn ra như lũ. Anh ta, đã không phải là đàn ông nữa rồi. Giang Hải, quá tàn ác. Thành Nhi, con nằm xuống đi, cẩn thận đụng vào miệng vết thương. Mẹ Tả thở dài thườn thượt, bà ta chỉ có một đứa con trai này mà thôi. Mẹ phải báo thù cho con. Cái tên họ Giang kia, họ Giang. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Tả Quang Hào mặt xanh như tàu lá bước vào. Mày câm miệng lại cho tao. Đúng là đồ bỏ đi, ngoài việc chỉ biết tiêu tiền ra thì mày còn làm được gì nữa hả? Sau này thì tốt rồi, hoàn toàn bị phế rồi, sao tao lại nuôi ra được cái thứ phá hoại như mày chứ? Sắc mặt mẹ Tả Thành xuống, mạnh mẽ đứng lên nói, ông nói đủ chưa? Con nó đã thành ra như thế này rồi, ông không nghĩ cách để báo thù cho con thì thôi đi, lại còn đứng đây mà mắng mỏ, ông có phải là cha không vậy? Tôi chẳng thể nào ôm cháu được nữa rồi hu hu. Bà Tả giơ tay chỉ vào Tả Quang Hào. Ông nói đi, lúc nào thì sắp xếp người đi giết thằng nhãi kia? Ông nói đi, lúc nào? Nghe thấy thế thì sắc mặt Tả Quang Hào càng thâm trầm, càng trở nên khó coi. Gia chủ đã nói rồi, để cho thằng nhãi họ Giang đó quỳ tới tỉnh Thanh Thiền nhận chết. Tả Thành đang khóc ở trên giường bệnh đột nhiên dừng lại. Thật ư, cha, có thật không? Sắc mặt của bà Tả lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm con trai rồi hừ lạnh một tiếng. Bảo nó chủ động tới Thanh Thiền, ông cho nó là thằng ngốc à? Người thông minh vừa nhìn thì đã biết là người nhà họ Tả không đủ tức giận. Hoặc là, nhà họ Tả bị sốc. Tả Thành bị phế, chuyện này không thể che đậy được nữa. Sẽ không lâu nữa thì những gia đình danh giá của Thanh Thiền đều sẽ nghe nói tới, tới lúc đó, sẽ không tránh được một vài tin tức xấu. Mà cách làm của nhà họ Tả sẽ trở thành một trò cười. Lời nói thì uy phong như thế, nhưng trên thực tế thì chẳng có cách nào có thể nắm chặt được Giang Hải. Quỳ tới Thanh Thiền, có nằm mơ cũng không thể đẹp được như thế. Tả Quang Hào thở dài một hơi, đúng là đàn bà, tóc dài não ngắn. Tại thời điểm quan trọng này, đừng nói là Tả Thành, cho dù là Tả Quang Hào ông ta bị phế, thì cũng không thể hành động hấp tấp được. Tả Quang Hào, Tả Thành rốt cuộc có phải là người của nhà họ Tả hay không, nó có phải là con của ông không? Bà Tả thấy Tả Quang Hào không trả lời thì vừa mắng vừa khóc. Lẽ nào, con trai của mình bị phế rồi thì mà cứ bỏ qua như thế à? Nó cũng là con của ông mà. Đúng là con hư tại mẹ, nó thành ra như ngày hôm nay. Hơn phân nửa là tại vì bình thường bà quá chiều chuộng nó. Sao Tả Quang Hào lại không muốn trả thù cho con trai chứ, nhưng mà, ông ta không thể phá vỡ kế hoạch của nhà họ Tả được. Lúc này, Giang Hải đã quay về tới thành phố Giang Tư rồi. Nhưng lại không hề vội vã về nhà, mà ngay lúc vừa về tới nơi đã đi gặp Hoành Độ Dương. Cơ chủ tịch, tôi tặng ông một món quà lớn, ông định cảm ơn tôi thế nào đây? Chương 297. Hoành Độ Dương nhẹ nhàng đẩy một cốc trà tới trước mặt Giang Hải, trên mặt, treo một nụ cười điềm tĩnh. Chỉ cần anh công khai thân phận thì ở phương Đông này thì có nơi nào không thể hoành hành ngang dọc chứ? Đế vương, lẽ nào còn cần tôi hỗ trợ ư? Giang Hải khoanh chân ngồi xếp bằng, thật sự là rất khát, cầm tách trà lên uống cạn.
tôi làm rõ thân phận ra, tại phương đông này điên cuồng khoe ra thịt ra thì chỉ sợ nhịp tim của hoàng thất cũng tăng mạnh, mất ăn mất ngủ luôn đấy. Hiện nay, ở phương đông này, uy hiếp lớn nhất đối với hoàng quyền, chỉ có duy nhất đế vương. Chỉ có điều, từ trước tới giờ đế vương vẫn chỉ luôn hoạt động ở biên giới, biên cảnh, chỉ làm ăn thôi chứ không phát triển thế lực, thế nên là hoàng thất mới yên tâm. Chính bởi vì sợ gây ra nỗi khiếp sợ cho hoàng thất, nên tại phương đông này, nên tổ huấn từ xưa tới nay của đế vương đó là, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không được phát triển thế lực ngầm. Cho dù không phải là thế lực ngầm, thì Giang Hải cũng chỉ có mình tập đoàn Uyển Như mà thôi. Hoành Độ Dương cười mỉm, Giang Hải nói rất đúng. Lại uống thêm hai chén trà nữa, Giang Hải liếm liếm môi. Lúc nào thì đi? Khi nào anh tới thì tôi sẽ đi. Trong ánh mắt của Hoành Độ Dương có chút gian trá, ông ta đoán chắc, Giang Hải đang nghĩ cách để tới Thanh Thiền gây rối một chuyến. Ít nhất, là cần một lý do để tới Thanh Thiền gây ra sóng gió. Chẳng người nào biết được, mục đích thật sự của Giang Hải là gì, đó là cho nhà họ Tả một lý do đối kháng với Giang Hải. Sự phát triển của thành phố Giang Tư, xây dựng một cách nhân văn, đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao của Hoàng Thất. Hoành Độ Dương cũng bị điều đi nơi khác, tới tỉnh Thanh Thiền, quản lý một tỉnh. Tất cả thành quả của thành phố Giang Tư, sẽ do một người khác xứng đáng được bồi dưỡng tới thu hoạch. Chúc mừng Chủ tịch Cơ được thăng chức. Giang Hải đứng dậy, vẫy tay rời đi. Lời ước hẹn của anh với Hoành Độ Dương đã được đưa ra rồi. Sao cơ, không nghe nói gì á? Thật ra thì chẳng cần nói gì hết. Hai người không cần phải nói thẳng ra, chỉ cần nhìn vào hành động của nhau, là đã hiểu được rồi. Tiếp theo, tập đoàn Uyển Như sẽ chuyển tới Thanh Thiền để phát triển, mà Hoành Độ Dương cần hết sức cung cấp những điều kiện thuận lợi nhất. Cục diện hai bên cùng thắng, đối với ai cũng tốt. Làm chủ tịch của tỉnh Thanh Thiền, chính là một thách thức đối với Hoành Độ Dương. Hoàng tộc phát hiện, thế lực của nhà họ Tả đã hơi có dấu vết vượt qua hoàng thất rồi. Nếu như không ngăn chặn lại, thì e rằng những điều tiêu cực mà nó đem lại càng khó tưởng tượng rồi. Một khi dẫn tới hiệu ứng cánh bướm, thì những nơi khác cũng sẽ dần dần bị chia cắt, thế thì địa vị của hoàng thất lại càng bị đe dọa hơn. Đây không phải là lời báo động suông, sự diệt vong của triều đại nào cũng đều là phát sinh từ những đốm lửa nhỏ, cuối cùng thiêu rụi hết cả phương đông. Hoàng thất hiện tại còn không phải là người đã tạo phản năm đó ư. Về tới thành phố Giang Tư mà Lam Sương Nhi còn chưa hoàn hồn, trong lòng chợt lóe lên bóng dáng của Giang Hải. May mà anh ấy không giết chết cậu Tả. Lam Sương Nhi biết sự mạnh mẽ của nhà họ Tả, lẩm bẩm tự nói một mình. Hy vọng việc này có thể trôi qua mãi mãi. Nhưng mà ở trong lòng cô ta cũng rõ, việc này sẽ không trôi qua dễ dàng như thế được. Nhà họ Tả ở Thanh Thiền, làm thế nào có thể bỏ qua như thế chứ? Lam Sương Nhi hoàn toàn không biết. Cuối cùng trước khi Hạ Phi ra ngoài đã phế luôn Tả Thành rồi. Buổi tối, Giang Hải đi vào văn phòng của Cố Uyển Như, đưa cho cô một món quà với nụ cười trên môi. Cố Uyển Như hạnh phúc mỉm cười. Ngày bình thường Giang Hải chưa bao giờ nói những lời tâm tình, ngọt ngào, nhưng mà mỗi khi ra ngoài anh đều mua quà về cho cô. Tình cảm thể hiện trên hành động mà hoàn toàn không phải chỉ thể hiện qua lời nói. Giải quyết xong việc chưa? Cố Uyển Như hỏi. Giang Hải gật gật đầu. Giải quyết rồi, cái người tên là Hoàng Tổng kia, cũng rất thấu tình đạt lý. Ông ta, Cố Uyển Như sửng sốt, thấu tình đạt lý á. Giang Hải gật đầu một cách rất nghiêm túc, ừ đúng thế, biết là bản thân mình làm sai nên là đã xin lỗi, còn rất có thành ý nên anh cũng chấp nhận. Cố Uyển Như liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối không tin, cái lão Hoàng Tổng kia, cô cũng từng gặp rồi mà. Để biểu đạt thành ý của mình mà ông ta đã tặng công ty giải trí của ông ta cho anh rồi. Thật á, đây không phải là chém gió, nếu như thật sự cần tặng công ty thì cái gió mà Giang Hải chém ra có thể thổi bay cô luôn được rồi. Đương nhiên rồi, Giang Hải tiện tay lấy một túi sờ nách, ngồi bên cạnh nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói không rõ ràng, làm sao anh có thể lấy không của ông ta chứ, như thế giống như là anh đang bắt nạt người khác lắm, thế nên là, bọn anh đã thương lượng giá cả rồi. Cố Uyển Như liếc mắt nhìn, Giang Hải bắt nạt người khác còn ít à. Quan tâm tới Lam Sương Nhi nên Cố Uyển Như lập tức lấy điện thoại ra, hai người cũng bắt đầu buôn chuyện. Nghỉ ngơi cho tốt đi nha. Lúc nào có thời gian thì chúng ta ký hợp đồng người đại diện nhé. Thế thì làm sao mà được chứ? Lam Sương Nhi cảm kích Giang Hải, nên hoàn toàn không muốn thu phí làm người đại diện. Hơn nữa,
công ty giải trí của Hoàng Tổng, sắp tới sẽ thuộc về Giang Hải rồi, cô ta chính là nghệ sĩ dưới trướng của tập đoàn Uyển Như rồi, nên lại càng không cần phí làm người đại diện. Nhưng mà, cô Uyển Như không đồng ý. À, đúng rồi, tôi đã viết một bài hát mới để chuẩn bị cho cô rồi, ngày mai tôi sắp xếp người tới đón cô nhé, để đi thử âm một chút. Thông qua một vòng thử giọng thì thật sự đã tìm được một vài bát hát hay. Nghe thử một chút thì dựa vào trình độ thưởng thức đánh giá của cô Uyển Như, cô cảm thấy bài nào cũng được. Trả một cái giá thật cao cho bài hát phù hợp nhất, những bài còn lại cũng không bỏ qua, mà đàm phán giá cả một cách hợp lý nhất, chỉ cần điền lời bài thì sẽ có một bài hát mới ngay. Được, ngày mai cùng ăn cơm nhé. Trong điện thoại Lam Sương Nhi lại thể hiện cảm ơn với Giang Hải một lần nữa. Cô đừng khách sáo quá, chúng ta là bạn, chẳng lẽ anh ấy không phải ư? Lam Sương Nhi nghĩ không ra được việc Giang Hải lại có mối quan hệ thâm sâu gì với cô ta. Chỉ cho rằng Giang Hải nể mặt mũi của Cố Uyển Như nên mới giúp cô ta mà thôi. Nếu không, Giang Hải làm sao có thể ra tay vì người khác được chứ? Hơn nữa, người mà bọn họ đắc tội đó chính là nhà họ Tả. Quay đầu lại, Cố Uyển Như nhíu mày, trong lòng lại có chút hoài nghi, vừa mới quay về Giang Hải lại đi làm cái gì rồi không biết. Trong cầu thang bộ, Giang Hải châm một điếu thuốc, hít một hơi dài. Anh Giang! Sắc mặt Hạ Phi lúng túng mỉm cười, dò dẫm lấy một điếu thuốc ra châm lên. Tập đoàn Uyển Như cấm thuốc toàn bộ, nhưng mà Giang Hải không quan tâm tới cái này, cầu thang bộ chính là nơi mà anh dùng để hút thuốc. Suy cho cùng thì cũng chẳng có người nào dám đi báo cáo với Cố Uyển Như hết cả. Anh Giang! Hạ Phi nói chẳng nên lời. Ngập ngừng cái gì, muốn mượn tiền à? Giang Hải quát. Không không không, em chỉ là có chút không rõ ràng lắm. Không rõ ràng cái gì? Giang Hải nhả ra một vòng khói, nhưng lại thấy không được tròn trịa lắm nên lại hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả một vòng khói ra, chơi đùa rất chi là vui vẻ. Anh Giang, vì sao không giết chết tên ăn chơi trác táng kia luôn đi? Câu hỏi này, trên suốt dọc đường đi thì Hạ Phi đều suy nghĩ, anh ta không hiểu nổi. Loại người cặn bã như thế này không sớm thì muộn cũng sẽ hại thêm nhiều người nữa, giết anh ta đi rồi chính là tuyệt đi hậu họa về sau. Giang Hải, quá nhân từ. Thằng nhãi này tôi từng nghe nói tới rồi, làm rất nhiều điều sai trái, bức ép con gái nhà lành làm gái mại dâm. Những việc thương thiên hại lý mà anh ta từng làm, cho dù chết cả trăm lần vẫn đang còn nhẹ nhàng lắm. Nhưng vì sao mà anh lại không giết anh ta đi? Thời gian trước đó, thằng nhãi này có đưa hai cô gái tới Nhật bắt quay phim, nghe nói là bị chơi chết rồi. Cho dù anh lương thiện thì loại người như thế cũng phải bị phanh thây, tứ chi không đầy đủ, cả đời nằm ở trên giường, không tin anh ta còn có thể gây hại cho người khắp thiên hạ được nữa. Hạ Phi nhìn thấy không rõ lắm, nhưng mà trong lòng cũng khó mà chấp nhận được. Giang Hải vẫn luôn là người dễ nói chuyện, cũng vui vẻ trò chuyện thế nên mới hỏi ra câu này. Lúc đó Hạ Phi nghĩ rằng, chỉ cần một câu nói của Giang Hải thì đừng nói là giết Tả Thành, cho dù có lao tới giết sạch cả nhà họ Tả không để lại bất cứ cái móng tay nào, thì cũng chẳng là vấn đề gì. Trong biệt thự, Hạ Phi phải siết chặt nắm đấm của mình, thật sự muốn đấm một cái vỡ nát đầu Tả Thành ra. Cậu không hiểu là đúng rồi. Giang Hải cười một cách đen tối. Hạ Phi nào biết, Giang Hải làm như thế chính là vì muốn gây ra mâu thuẫn chứ. Nếu như người chết rồi thì sẽ gây nên một mối thù lớn. Nhưng mà mối thù này không tồn tại lâu dài. Giang Hải làm thế chính là muốn cho người ta nhìn vào, mỗi lần nhìn thấy Tả Thành thì đều nghĩ tới có một kẻ thù đang sống sung sướng. Giang Hải vỗ vỗ vai Hạ Phi. Cậu đã từng nghe tới câu nói, giết người chẳng qua chỉ là cái gật đầu không? Từng nghe rồi, thế nên, giết rồi thì sạch sẽ luôn. Hạ Phi cười. Vậy cậu nghĩ câu nói này có ý nghĩa đơn giản vậy thôi à? Giang Hải quét mắt qua nhìn, ý nghĩa của câu nói đó là, giết người, chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Nhưng mà tôi, lại muốn trừng phạt, so với việc giết chết họ, thì tôi muốn để cho họ cảm nhận được sự đau đớn. Hạ Phi gãi gãi đầy, vẫn không hiểu lắm. Giang Hải lắc đầu, vứt tàn thuốc xuống đó rồi quay người bỏ đi. Nè, tí nữa thu dọn tàn thuốc cho sạch đi, để người nào thấy thì phải nói là do cậu hút đó nhé. Đúng là bị những con nghiện thuốc mấy người làm hư rồi, làm cả người tôi đầy mùi thuốc. Hạ Phi, ngây ngốc ngay tại chỗ. Lần đầu tiên anh ta phát hiện ra, chiến thần ở trong lòng anh ta là Giang Hải, lại có một mặt vô sỉ như thế. Ấn tượng về một người anh hùng vĩ đại đột nhiên giảm xuống hơn nửa rồi. Giờ phút này, Hạ Phi cũng đột nhiên phát hiện ra.
Kim Thâu cũng thế, Châu Khải cũng vậy, thậm chí là Tần Hiên nữa, sự vô sỉ của họ chắc chắc là được học của Giang Hải. Tin tức tới từ Thanh Thiền, rất nhanh đã được truyền tới thành phố Giang Tư. Đọc cái tin tức này, nhà họ Tả đưa ra là để cho mọi người nhìn, Tần Hiên cười cười. Đúng là đầu óc có vấn đề. Nhà họ Tả điên rồi, thế mà lại muốn Giang Hải quỳ xuống nhận lỗi với nhà họ Tả ở Thanh Thiền. Một đám người không biết sống chết. Anh Hiên, anh đừng xé nát ra nhé, đây là tin tức muốn chuyển giao cho anh Giang. Một người đàn em kinh ngạc nhìn Tần Hiên. Đồ đần. Tần Hiên liếc mắt nhìn, giơ tay lên cốc vào đầu người đàn em một cái. Làm việc thì có thể động não chút không vậy? Người đàn em gãi đầu gãi cổ với khuôn mặt đau khổ. Bản thân đã làm sai rồi ư, lẽ nào không nên báo cáo lại chuyện này cho Giang Hải ư? Ngày hôm sau, Lam Sương Nhi đã tới từ rất sớm. Sau khi nhận được sáng tác mới, thì khẽ nhíu mày lại, làm quen với nó vài lần. Sau đó thì hơi nhắm mắt lại, cất lên lời ca. Bài này hay này. Hai mắt Giang Hải sáng lên, thật không ngờ, thời gian ngắn như thế mà lại có thể tạo nên một bài hát hay như vậy. Đoạn đầu tiên là ca ngợi sông núi to lớn của Phương Đông, đoạn thứ hai ca ngợi về tập đoàn Uyển Như, đoạn thứ ba đề cập đến những công nghệ kỹ thuật mới mà tập đoàn Uyển Như sẽ công bố ra. Vì sao lại nói bài hát này hay, mấu chốt nhất chính là không chỉ âm nhạc rất tốt mà ca từ cũng có ý nghĩa, hoàn toàn không có ý nghĩa cao xa gì cả, và rất có tác dụng truyền thông. Cũng chính là giống như, anh em Hải Nhĩ, ai có thể nghĩ tới, bài hát và bộ phim hoạt hình ấy lại chính là một quảng cáo chứ. Bài hát này dành riêng cho Lam Sương Nhi, mặc dù chưa tốt bằng anh em Hải Nhĩ, nhưng mà hát quen rồi thì dễ nghe hơn. Wahoo, bài hát này quá hay. Tới cả Lam Sương Nhi mà cũng khen ngợi không dứt, trong đôi mắt đó chớp chớp lên ánh sáng xinh đẹp. Suy cho cùng thì, cô ta cũng là ca sĩ, một bài hát hay hay không, thì cô ta có quyền nhận xét nhất. Cố Uyển Như cũng vừa mới hoàn hồn từ trong chấn động, cảm thấy vô cùng hài lòng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Buổi họp báo công bố chính thức cũng đã được lên lịch trình rồi. Sương Nhi, không chỉ có bài hát này, ở chỗ tôi còn có mấy bản nhạc nữa, hay là cô đều thử hết luôn đi. Thật à? Giang Hải thấy hai người nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không hề để ý tới mình thì trốn vào cầu thang lén lút hít vào thở ra. Có một khoảng thời gian không nhìn thấy Giang Hải hút thuốc rồi, Cố Uyển Như tưởng rằng anh đã cai thuốc rồi chứ. Nếu như Cố Uyển Như phát hiện ra, cái người này càng ngày càng nghiện thuốc. Hơn thì sợ là thịt trên eo của Giang Hải cũng bị thâm tím lại thôi. Chương 298. Buổi họp báo công bố sản phẩm mới của tập đoàn Uyển Như đã xác định rồi, là hai ngày sau. Hai ngày ngắn ngủi này, khi tin tức được tung ra ngoài lập tức nhận được sự chú ý bùng nổ luôn. Con rồng lớn Phương Đông này, đã ngủ yên cả trăm năm trong lịch sử, bất luận là quân nhân, công nhân hay là nông dân thì đều đang dùng những khoa học công nghệ cực kỳ lạc hậu. Mặc dù đang không ngừng đuổi theo, nhưng, cần phải có thời gian. Mà, đúng vào lúc này, tập đoàn Uyển Như lại giới thiệu công nghệ chip tiên tiến nhất, giống như là một mũi thuốc trợ tim cho người sắp chết. Tin tức này vừa được đưa ra thì đã được lan truyền một cách điên cuồng trên các trang mạng xã hội. Giới truyền thông muốn tham gia buổi họp báo công bố tin tức này, cũng nhiều như cào cào. Đối với vấn đề này thì tập đoàn Uyển Như không thể không hạn chế số lượng người tham gia. Sự chú ý của giới truyền thông bởi vì đây là chủ đề. Mà có lẽ sự chú ý của những gia đình danh giá hào môn, là bởi vì những lợi ích to lớn đang ẩn náu trong nó. Từ trước tới nay, công nghệ khoa học của tập đoàn Uyển Như, đều khai thác dựa vào hình thức hợp tác, nên lần này cũng không phải là ngoại lệ. Cho dù là một con heo cũng biết được rằng, ký được hợp đồng hợp tác với tập đoàn Uyển Như cũng sẽ được làn gió này thổi lên tận trời, bay cao luôn. Nhà họ Tả tại Thanh Thiền. Tả Quang Tổ xoa xoa cằm, ánh mắt thâm trầm sâu lắng. Thật không ngờ, cái tập đoàn Uyển Như này lại có chút tiềm lực đó, trước đây thật sự là hơi khinh thường họ rồi. Những công nghệ kỹ thuật cao cấp như thế này mà cũng có thể đạt được. Lúc này, cho dù nhà họ Tả ở Thanh Thiền muốn báo thù cho Tả Thành thì cũng không được nữa. Quấy nhiễu, gây rối tập đoàn Uyển Như chia sẻ những dự án kỹ thuật này, sẽ ảnh hưởng tới việc nhanh chóng sử dụng những công nghệ này, không chỉ làm kẻ thù với các đối tác. Mà hơn nữa còn trực tiếp đắc tội với Hoàng Thất, suy cho cùng thì sự phát triển của Phương Đông, lợi ích nhiều nhất thuộc về sự thống trị của Hoàng Thất. Trong vô hình, tập đoàn Uyển Như đã trở thành điểm nóng của đề tài nói chuyện. Rất tự nhiên, sẽ nhận được tư cách trân trọng của Hoàng Thất. Trong giai đoạn giấu kín thực lực này, thì
thì nhà họ Tả tuyệt đối không được có những hành động lỗ mãng. Nếu đã như thế thì hãy sắp xếp tiểu tứ đi đi. Tả Quang Tổ gần như là đang tự nói chuyện một mình, nhưng mà trong một góc tối có một người mặt đồ đen cúi người đi ra. Phế đi Tả Thành, nếu như Giang Hải còn có thể chân tay lành lặn mà sống, thì mặt mũi của nhà họ Tả thật sự là không có chỗ mà chui vào. Rất nhiều gia đình danh giá hào môn đều nhao nhao xông tới như nấm sau mưa, lập tức liên hệ với tập đoàn Uyển Như để tranh quyền hợp tác. Tới cả nhà họ Bạch ở phương Bắc cũng không ngoại lệ, hôm nay, người đã trở thành gia chủ của nhà họ Bạch là Bạch Lý Hưng, khi nhìn báo cáo đơn giản mà cấp dưới gửi tới cũng rơi vào trầm mặc. Thưa gia chủ, lẽ nào, không nên liên hệ với cậu chủ một chút ư? Bạch Lý Hưng đang suy nghĩ chính là chuyện này, nhưng mà, làm thế nào để đả động được Giang Hải đó mới là điều mấu chốt. Bạch Lý Hưng biết, trong lòng Giang Hải thì sự thù hận đối với nhà họ Bạch, hoàn toàn không hề suy giảm tí nào so với ngày Bạch Hùng tại thế. Ngược lại, Giang Hải chỉ hận không thể hủy diệt nhà họ Bạch. Tôi sẽ đích thân tới thành phố Giang Tư một chuyến. Cuối cùng, Bạch Lý Hưng vỗ vỗ bàn, vì lợi ích cũng không suy nghĩ nhiều như thế được, chỉ có thể sử dụng cái mặt dày đã già này. Rồi lại nói thêm tới những ân tình ngày đó của Bạch Lý Hưng với Giang Hải mà thôi. Thưa gia chủ, không thể nào khom lưng khuỵ gối được. Lúc này, một người trẻ tuổi của nhà họ Bạch đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của Bạch Lý Hưng nhìn qua, trong đám người trẻ tuổi của nhà họ Bạch, xét về tài trí hay năng lực, thì Bạch Hiếu cũng đều cực tốt. Mặc dù tuổi tác chỉ mới tầm 17-18 tuổi mà thôi, thế mà hôm nay đã quản lý kinh doanh một cõi rồi. Thời gian trôi qua thì càng ngày càng trưởng thành hơn, Bạch Lý Hưng có dự định chuyển giao chức vụ gia chủ lại cho anh ta. Cháu có ý gì? Nếu là người khác thì có lẽ Bạch Lý Hưng sẽ không nghe, nhưng Bạch Hiếu nói như thế thì ông ta lại muốn nghe một chút, xem người trẻ tuổi này có cao kiến gì. Nhà họ Bạch có di vật của Giang Hà. Di vật ư? Đôi mày đang nhíu chặt của Bạch Lý Hưng lập tức giãn ra trong chớp mắt. Giang Hải quá coi trọng tình cảm, đây chính là một chủ ý tuyệt vời. Nếu như Bạch Hiếu không nói thì Bạch Lý Hưng cũng thật sự không nghĩ tới. Di vật của Giang Hà, chính là tín vật năm đó tặng cho Bạch Hùng. Bao nhiêu năm qua đi, Bạc Thi Ẩn Khai vẫn luôn gìn giữ, thật không ngờ, một vật không hề có chút giá trị nào, lúc này lại có giá trị như vạn kim. Suy cho cùng thì trong tay Giang Hải cũng không có bất cứ thứ đồ gì có ý nghĩa của mẹ anh, cho dù là một vật để tưởng niệm cũng không hề có. Di vật của Giang Hà, không chỉ có một cái. Khuôn mặt Bạch Hiếu mang theo nụ cười, mà ở giữa đôi lông mày chính là sự mưu toan tính toán. Còn có, khi cháu thu xếp di vật của gia chủ trước, đã phát hiện ra một đôi nhẫn. Trên nhẫn có khắc tên của hai người. Một đôi nhẫn, là do Bạch Hùng làm ra, hình thức vừa phổ biến lại đơn giản, chỉ quý ở chỗ cái này do đích thân Bạch Hùng làm ra. Tình cảm của Bạch Hùng với Giang Hà, nói ra thì cũng có chút chân thành. Giang Hà cho dù là đã chết, thì sợ là có nằm mơ cũng muốn đeo chiếc nhẫn này lên. Giang Hải cực kỳ hiếu thuận, hiếu thảo, làm sao có thể làm trái lại di nguyện của Giang Hà được chứ? Nghe thấy điều này thì trong lòng Bạch Lý Hưng đã biết, sự hợp tác với tập đoàn Uyển Như, quyền hợp tác để có được công nghệ chip cao cấp này đã định sẵn kết cục rồi. Có những thứ này ở trong tay rồi, Giang Hải không thể có bất cứ lý do từ chối nào được nữa. Nhưng mà, rất nhanh sau đó thì sắc mặt Bạch Lý Hưng lại trở nên thâm trầm không vui. Thưa gia chủ, việc này chi bằng cứ giao cho cháu đi, cháu nhất định có thể lấy được quyền hợp tác. Bạch Hiếu cực kỳ có tham vọng, từ giây phút được Bạch Lý Hưng bồi dưỡng, rèn luyện anh ta, thì anh ta đã biết, chỉ cần bản thân mình đủ ưu tú, thì nhà họ Bạch sớm muộn cũng là của anh ta. Bây giờ sức khỏe của Bạch Lý Hưng còn tốt, cũng thường xuyên luyện tập thể dục. Nhưng có trời mới biết được Bạch Lý Hưng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Chính bởi vì thế, nên Bạch Hiếu có chút vội vàng. Muốn thể hiện sự cống hiến sớm hơn một chút, trở thành lựa chọn không thể thay thế của nhà họ Bạch. Cháu đi à, Bạch Lý Hưng hơi nhíu mày, rồi từ từ lắc đầu. Thưa gia chủ, cháu không thích hợp, lùi xuống đi, Bạch Lý Hưng dứt khoát từ chối, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Trên mặt Bạch Hiếu lóe lên một tia không cam tâm, sau khi yên lặng vài giây thì vẫn quay người rời đi. Thưa gia chủ, Bạch Hiếu xác thực là một lựa chọn khá tốt, sao ông lại? Một người lớn tuổi của nhà họ Bạch lên tiếng hỏi. Giang Hải là người có cấp bậc như thế nào, là đế vương, quản lý toàn bộ thế giới ngầm ở phương Đông. Giang Hải, cho dù là Bạch Lý Hưng khi đối diện cũng cần phải cẩn thận, thận trọng. Bạch Hiếu tuổi còn trẻ, hiếu chiến,
nhưng mà tâm trí của anh ta với Giang Hải hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Có thể nói, Giang Hải có thể bán anh ta đi mà cái tên ngốc này còn vui vẻ đếm tiền cho Giang Hải ấy chứ. Điều mà Giang Hải ghét nhất chính là lấy tình cảm ra để bàn chuyện làm ăn. Một khi khiến Giang Hải phản cảm thì chuyện này sẽ khó khăn. Ngược lại, nếu đắc tội Giang Hải thì cái nhìn của anh đối với nhà họ Bạch lại càng thêm xấu. Chuyện này nếu như để Bạch Hiếu đi làm, đối với Giang Hải mà nói, chính là coi tình cảm của Giang Hà và Bạch Hùng thành hàng hóa rồi. Sắp xếp người, lập tức gửi chiếc nhẫn kia tới cho Giang Hải. Khi đưa đồ tới, không được nói bất cứ điều gì. Sau khi yên lặng thì Bạch Lý Hưng lại nói với Giang Hải, mẹ của thằng bé đã được ghi vào gia phả của nhà họ Bạch, chỉ cần thằng bé đồng ý, thì nhà họ Bạch sẽ dùng quy cách lễ nghĩa cao nhất, đưa Giang Hà về an táng tại nghĩa trang của tổ tiên. Điều này, sắc mặt của một ông già râu dài của nhà họ Bạch kinh ngạc. Ghi tên đàn bà con gái vào gia phả, từ trước tới nay chưa bao giờ có quy tắc này. Từ trước tới nay đều có luật bất thành văn như vậy, đừng nói tới người phụ nữ được lấy về, cho dù là con gái của nhà họ Bạch, cũng không được lưu giữ bất cứ thông tin nào trên gia phả hết. Giang Hà được ghi vào gia phả của nhà họ Bạch, không chỉ là một loại thừa nhận, mà còn là phương thức nhà họ Bạch thể hiện ý xin lỗi của mình. Mà, Giang Hải cũng biết, chuyện này khó khăn như thế nào. Nếu như Giang Hà ở trên trời có linh thiêng, thì nhất định cũng muốn được chôn cất cùng một chỗ với Bạch Hùng. Nhà họ Bạch, tư thế đã đủ thấp rồi. Chỉ 10 phút sau, một chiếc xe thương vụ đang chạy tới trong sân lớn của nhà họ Bạch. Nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe đó, có thể thấy gương mặt của Bạch Hiếu viết đầy sự không cam tâm và ai oán. Giang Hải, anh chẳng qua chỉ là một đứa con hoang mà thôi, dù có tập đoàn Uyển Như ở trong tay thì thế nào chứ, lẽ nào, có thể so sánh với nhà họ Bạch được ư? Bạch Hùng đã chết rồi, huyết mạch của ông ta, mãi mãi không thể tiếp tục kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Bạch được nữa. Bạch Hiếu đương nhiên là không biết thân phận thực sự của Giang Hải. Nếu như, anh ta biết thân phận thực sự của Giang Hải là đế vương, thì sợ là cũng sẽ không muốn làm chuyện này đâu. Bởi vì, anh ta căn bản không biết, thiên thể là nhân vật như thế nào, nên cũng không biết nó đáng sợ như thế nào. Ở trước mặt đế vương, nhà họ Bạch cũng chỉ là con kiến mà thôi, mà lại là loài kiến nhỏ bé nhất. Tại tập đoàn Uyển Như, Giang Hải đang ngồi vắt chân, ngón tay đang gõ nhịp nhàng lên trên bàn. Nhà họ Bạch, muốn đi cửa sau à? Lẽ nào không thể sắp xếp một người có chút tiếng nói tới ư? Giang Hải nghi ngờ liếc nhìn người thanh niên trước mặt này. Người trước mặt này, tự xưng là Tạ Tùng, chỉ là một người lái xe của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch, làm sao lại có thể chỉ sắp xếp một người lái xe tới chứ, quá không hợp với đạo lý rồi. Anh Giang nói gì tôi nghe không hiểu. Tạ Tùng lấy một chiếc hộp nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Đây là thứ mà gia chủ bảo tôi đưa tới cho anh. Hộp trang sức đã cực kỳ cũ kỹ và bẩn, vừa nhìn đã biết là chiếc hộp này đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Bên trong là cái gì? Giang Hải hỏi. Tôi không biết được, gia chủ nói rồi, chỉ cần anh Giang mở ra thì sẽ biết. Giang Hải gật đầu, người tài xế lại nói, anh Giang, gia chủ còn nói. Có lời nào thì mau nói đi, cứ ngập ngà ngập ngừng làm quái gì. Đối với người nhà họ Bạch thì từ trước tới giờ Giang Hải chẳng có thái độ tốt gì. Sự thù hận ở trong lòng, như một đốm lửa, ép buộc khiến Giang Hải cực kỳ khó chịu. Không biết bao nhiêu lần rồi, Giang Hải rất muốn hủy diệt nhà họ Bạch, nhưng trong lòng anh cũng biết, nếu như Giang Hà biết Giang Hải làm như thế, thì nhất định sẽ rất đau khổ. Mặc dù mẹ đã qua đời, nhưng mà Giang Hải vẫn làm theo ý của bà khi còn sống. Gia chủ nói, tên của bà chủ đã được ghi vào gia phả rồi, còn có, nếu như anh Giang đồng ý, thì trong phần mộ của tổ tiên sẽ dành ra một chỗ trống. Lông mày Giang Hải giật giật, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ. Mẹ chết đi, là mang theo sự hận thù mà chết. Muốn đưa mẹ vào phần mộ của nhà họ Bạch ư, lẽ nào có thể bù đắp được mọi thứ mà nhà họ Bạch đã làm năm đó ư? Đối diện với Giang Hải, Tạ Tùng run lên, vừa mới nói xong thì nhanh chóng rời đi. Đợi đã! Giang Hải giơ tay ra. Lẽ nào, Bạch Lý Hưng không có lời nói nào khác muốn anh chuyển tới cho tôi ư? Điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Anh Giang, tôi chỉ là một người chuyển đồ mà thôi. Giang Hải đang ngồi yên lành ở chỗ kia, nhưng mà lại đem đến cho Tạ Tùng một cảm giác như là đang đối diện với một con quái thú, lúc nào cũng có thể nghiền nát anh ta. Gật gật đầu, Tạ Tùng rời đi như chạy trốn. Nhìn về phía chiếc hộp kia,
trong lòng Giang Hải lại dâng lên sự thù hận năm 9 tuổi. Năm đó, Giang Hải vẫn còn ngô nghê chưa hề biết buồn là gì. Chỉ trong một đêm, nhà họ Giang đã không còn nữa, mẹ lại nhận phải kích thích lớn. Chẳng được mấy ngày đã trầm mình xuống biển tự vẫn. Năm đó, Giang Hải không hề khóc khi nhìn thấy xác của mẹ mình. Trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì hết, linh hồn cả người như bị hút sạch. Cầm lấy chiếc hộp trang sức kia lên, ánh mắt của Giang Hải xuất hiện một tầng sương mỏng, có chút mơ hồ. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm bằng bạc, cực kỳ đơn giản, chẳng có chút hoa văn gì, thứ đồ như thế này thì giá trị còn không tới 2 đồng tiền. Nhưng mà sau đó Giang Hải tìm thấy dấu vết của một vài chữ nhỏ được khắc ở bên trong chiếc nhẫn. Cả người Giang Hải như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ. Có thể nhìn thấy được chiếc nhẫn này đã có bao nhiêu tuổi rồi. Giang Hải hiểu, có lẽ nhiều năm trước, Bạch Hùng đã tự tay chế tác chiếc nhẫn này, nếu so sánh với hàng hóa trong cửa hàng trang sức, thì tự tay chế tác ra sẽ lãng mạn hơn rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, sinh thời, Giang Hà chắc hẳn chưa từng được nhìn thấy thứ đồ này. Mẹ, năm đó nếu như mẹ nhìn thấy thứ này, thì sẽ nghĩ như thế nào? Chương 299. Giang Hải đương nhiên là biết mục đích mà Bạch Lý Hưng gửi chiếc nhẫn này tới là gì. Nhà họ Bạch, cũng là kiểu không có lợi thì không tới sớm, bọn họ nhìn chúng những kỹ thuật công nghệ này. Nhưng mà lại không nói rõ ra. Đây chính là điểm thông minh của Bạch Lý Hưng. Nhìn chiếc nhẫn kia, trong lòng Giang Hải xoắn lại với nhau. Trở về phòng làm việc, Cố Uyển Như đang cúi đầu làm việc. Vợ ơi, có chuyện muốn thương lượng với em một chút. Chuyện gì thế? Cố Uyển Như tò mò ngẩng đầu lên. Bình thường thì Giang Hải đều không có chuyện quan trọng gì cả. Lần hợp tác thứ nhất giao cho nhà họ Bạch đi. Vâng ạ, Cố Uyển Như biết được mối quan hệ của Giang Hải với nhà họ Bạch, chỉ là Giang Hải không nhắc tới chuyện này thì Cố Uyển Như cũng sẽ không hỏi. Gật gật đầu, Giang Hải tiếp tục ngồi uống trà, nhưng mà lông mày của Giang Hải từ đầu tới cuối chưa từng thả lỏng ra. Liên hệ để hợp tác với nhà họ Bạch, đương nhiên sẽ có người chuyên trách tiếp nhận. Phía đông thành phố, dự án công viên giải trí đang trong giai đoạn xây dựng gấp rút. Giang Hải đang tản bộ, bên cạnh còn có Tần Hiên. Anh Giang, quy cách có chút hơi cao. Nếu như miễn phí cho toàn bộ người của thành phố Giang Tư, thì chi phí bảo trì tiếp theo. Nếu như công viên giải trí thật sự dựa vào ý tưởng ban đầu của Giang Hải, thì sẽ miễn phí cho toàn bộ người của thành phố Giang Tư, thế thì sẽ quá tải số lượng người, mà kinh phí để bảo trì cũng sẽ trở thành một gánh nặng. Giang Hải nói, cụ thể triển khai như thế nào, thì cần tìm một vài chuyên gia tới để họp nghiên cứu xem có được không. Không cần tạo ra lợi nhuận, nhưng mà cần phải cân bằng thu chi. Tiền, không thể không ngừng đầu tư vào những nơi như thế này, cơ sở hạ tầng của thành phố Giang Tư vẫn còn nhiều thiếu sót. Ví dụ, khu vực đồi núi phía nam thì không có hiệu quả khai thác gì cả. Lúc này, chuông điện thoại của Tần Hiên vang lên. Sau khi nhận điện thoại thì khuôn mặt đang mang theo nụ cười của Tần Hiên trong chớp mắt trở nên thâm trầm hơn. Tôi biết rồi, anh Giang đang ở bên cạnh tôi. Để điện thoại xuống, Tần Hiên cúi đầu nói, người của nhà họ Tả ở Thanh Thiền, sắp tới thành phố Giang Tư rồi. Người tới là ai? Giang Hải hỏi. Cửu Tứ, nói rồi Tần Hiên mở dòng tin nhắn vừa mới nhận được, cung kính đưa cho Giang Hải. Sau vài cái nhìn thoáng qua thì Giang Hải suy nghĩ trong chốc lát. Cửu Tứ không có danh tiếng gì, nhưng thông qua điều tra thì anh ta là một trong những đại cao thủ của nhà họ Tả ở Thanh Thiền. Những chuyện đáng xấu hổ của nhà họ Tả đều do Cửu Tứ đi làm. Người này, giỏi nhất là ám sát. Căn nhà gỗ trên đỉnh núi thật là tuyệt. Ngẩng đầu lên, Giang Hải nhìn qua, trong ánh mắt mang theo sự chế giễu và gian trá. Từ khi thành lập hệ thống tình báo cho bản thân mình, thì kẻ thù còn chưa tới nhưng tin tức thì đã tới thành phố Giang Tư rồi. Đủ thời gian để chuẩn bị chu toàn. Vừa rồi Giang Hải đang nghĩ, giải quyết người này ở nơi nào thì tương đối thích hợp. Cái tên Cửu Tứ này, hoàn toàn có thể lợi dụng một phen. Núi, cũng không cao lắm, nhưng mà vết chân của con người lại cực kỳ ít. Giang Hải để tất cả mọi người đều đợi ở bên dưới, bản thân thì đi leo lên một cách nhàn nhã. Đỉnh núi, nghênh đón một làn gió nhẹ thật mát mẻ, Giang Hải đánh một giấc trong chòi nghỉ mát. Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh nhạt của Giang Hải vang lên, tới rồi à. Ngồi đi. Bên ngoài đình nghỉ mát, Cửu Tứ đột nhiên dừng lại. Khi lên tới núi, anh ta rất tự tin là mình không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, Giang Hải làm sao có thể biết được anh ta đang lại gần chứ.
hình như là anh đã biết tôi tới rồi. Cửu tứ mặc một bộ quần áo bình thường, khuôn mặt chi chít vết sẹo, trong đôi mắt thì tràn ngập sự khát máu. Mệnh lệnh mà anh ta nhận được là giết chết Giang Hải. Anh nghe đi. Giang Hải từ từ đứng dậy, lười biếng vươn vai, ánh mắt nhìn về phía cây cối xung quanh. Trong rừng cây, không có bất cứ âm thanh nào, yên tĩnh tới đáng sợ. Vừa rồi có một con chim vẫn luôn hót, anh tới đã ảnh hưởng tới nó. Thì ra là như thế, cựu tứ còn cho rằng, Giang Hải đã mạnh mẽ tới mức có thể cảm nhận được anh ta khi còn đang ở xa như thế kia chứ. Thấy khuôn mặt Giang Hải bình tĩnh, đồng tử của cựu tứ co rút lại, trong chớp mắt đột nhiên kinh hãi thắt cả lòng lại. Giang Hải, thế mà lại đang đợi anh ta tới. Nhưng mà, làm sao anh ta lại biết mình sẽ tới, với lại tới để làm gì? Đối mặt với một người muốn giết mình, Giang Hải lại cố ý lùi lại, nằm ở một nơi hẻo lánh như thế này mà ngủ, thì chẳng khác gì là đang tự tìm cái chết cả. Giang Hải, thật sự ngốc như thế sao? Không, đó là tự tin, Giang Hải có sự tự tin tuyệt đối như vậy. Giang Hải thật sự bởi vì con chim kia ngừng hót mới biết được sự tồn tại của anh ta ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nơi này không cảnh thật đẹp, chỉ là đáng tiếc, không so sánh được với thiên đường nghỉ ngơi của anh. Giang Hải cuối cùng cũng nhìn về phía cựu tứ. Trên người cựu tứ có sát khí rất nặng, dường như cả người đều thấm đẫm máu tươi, lúc nào trên người cũng có mùi máu. Cựu tứ cười lạnh, thiên đường nghỉ ngơi của anh mới đúng. Nếu sang năm tôi có tới thành phố Giang Tư, thì sẽ thắp cho anh một nén nhang. Không cần biết Giang Hải mạnh như thế nào thì cựu tứ cũng cần phải ra tay, hơn nữa, tuyệt đối không được nhẹ tay, đây chính là nguyên nhân mà cựu tứ có thể sống được tới ngày hôm nay. Đối với mục tiêu, không được nhân từ chút nào cả. Cảm ơn, Giang Hải cười, anh đã lâu lắm rồi mới nghe thấy những lời nói điên cuồng kiêu ngạo như thế này. Chỉ sợ anh có tâm mà không có sức thôi. Vừa dứt lời thì Giang Hải đã động đậy rồi. Vừa mới nhoáng người lên một cái, mang theo một tàn ảnh. Giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt cửu tứ rồi. Khuôn mặt Giang Hải đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo sự chế giễu. Hai người đối mắt nhìn nhau, đã có thể hơi hơi cảm nhận được hơi thở của đối phương. Không thể nào, con người, tuyệt đối không thể nào có tốc độ nhanh đến như thế. Cả người cửu tứ run rẩy, thở hổn ha hổn hển, vốn có thể muốn giơ tay ra để phản ứng lại. Nhưng, sau đó, luồng sát khí trên người cửu tứ dần dần bị phân tán đi. Anh ta, không phải là đối thủ của Giang Hải. Không, phải nói là hai người hoàn toàn không nằm cùng một cấp bậc. Chỉ cần Giang Hải muốn, thì lúc này, anh ta đã trở thành một cái xác rồi. Quá nhanh, là một cổ võ giả có chút thành tựu, nhưng khi đối diện với Giang Hải thì cựu tứ thế mà lại không kịp có bất cứ phản ứng nào. Thậm chí, đến cả khuôn mặt cựu tứ cũng chưa nhìn rõ được, Giang Hải làm thế nào có thể đứng trước mặt mình được. Với tốc độ này, hoàn toàn vượt qua phạm vi mà anh ta có thể nhận thức được. Giang Hải cũng là cổ võ giả, không, là cổ võ giả cực kỳ mạnh mẽ. Anh là tông sư. Trên toàn bộ thiên hạ này, người có thể đạt tới cấp bậc tông sư, hiếm như tuyết rơi mùa hè, trong truyền thuyết thì cả mảnh đất phương đông này, cũng không vượt quá năm đầu ngón tay. Đương nhiên, tông sư đã vượt qua nhận thức của cửu tứ rồi. Những cao thủ đã có thể đạt tới trình độ này đều không thích xuất đầu lộ diện. Luôn giữ thái độ khiêm tốn giấu tài, nhưng lại cực kỳ độc ác. Phía trên tông sư có còn cao thủ nữa hay không, thì cửu tứ không xứng được biết. Không phải, Giang Hải nhẹ giọng nói, bây giờ, anh có còn muốn giết tôi nữa hay không? Hai người, chưa đấu với nhau chiêu nào, nhưng mà, ai sống ai chết đã định ra được rồi. Nhìn chằm chằm Giang Hải, trên người cửu tứ không hề cảm thấy tuyệt vọng chút nào. Đối với một tên sát thủ mà nói, thì ngày này sớm hay muộn cũng tới mà thôi. Chỉ là, cựu tứ không ngờ được, Giang Hải còn trẻ như thế mà đã mạnh như vậy. Từ từ, nhắm đôi mắt lại. Tôi không phải là đối thủ của anh muốn chém giết thế nào thì tùy, chỉ mong anh cho tôi được sảng khoái một chút. Giết anh à, Giang Hải cười chế giễu, quay người lại, về tới chòi nghỉ mát thì giơ tay ra hiệu cho cựu tứ ngồi xuống nói chuyện, anh không xứng để tôi ra tay. Nếu như là trước đây, thì lời nói này của Giang Hải sẽ được cửu tứ xem như một trò cười. Nhưng khi nhìn thấy Giang Hải thể hiện sức mạnh thì cửu tứ biết được, anh ta thật sự là không xứng đáng. Suy nghĩ một lát rồi cửu tứ sải bước chân vào chòi nghỉ mát, ngồi ngay ngắn ở đó. Nếu như không phải là đối thủ, mà trước sau gì cũng phải chết, nhưng cửu tứ không mất đi sự khí thế. Đàn ông,
nếu có chết thì cũng phải thẳng lưng. Có muốn báo thù không? Báo thù, Cửu Tứ không hiểu, anh ta có thù oán gì? Những năm này, những người chết trên tay Cửu Tứ nhiều không đếm xuể, nếu như nói báo thù thì những người này tới tìm anh ta báo thù mới đúng. Vì anh, vì mối thù của cô em gái xinh đẹp của anh, báo thù. Nghe tới từ em gái thì cả người Cửu Tứ căng thẳng hẳn lên, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ cảnh giác. Anh ta chỉ có một đứa em gái, có chút vấn đề về trí tuệ. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Trong khoảnh khắc này, Cửu Tứ lại muốn bùng nổ luồng sát khí khiến người ta sợ hãi một lần nữa, như là một con sư tử vừa thức giấc, hận không thể lập tức cắn chết Giang Hải. Cửu Tứ chết, anh ta chấp nhận số phận, nhưng không phải là người chịu được sự sỉ nhục của người khác. Nhưng mà, Giang Hải lại lấy em gái của anh ta ra để uy hiếp, thì cho dù có phải liều mạng, Cửu Tứ cũng phải khiến cho Giang Hải trả giá. Chỉ là, anh ta thật sự có sức mạnh để làm việc đó ư? Tôi chẳng có hứng thú với một cô gái ngốc nghếch đâu. Giang Hải không hề để ý tới luồng sát khí như thực chất kia, lấy một chút gì đó từ đầu móng chân ra ngoài rồi nghiêm túc nhìn một chút cứ như chỗ không người, lại còn ngửi ngửi một cách kinh tởm nữa chứ. Chỉ là, tôi vừa mới nghe được một câu chuyện về một người anh trai, vất vả khổ sở nuôi lớn một cô em gái ngốc như thế nào. Hai mắt của Cửu Tứ đã trở nên đỏ quạch, hai tay nắm chặt, bắt đầu run rẩy. Giang Hải vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn về phía núi rừng phía xa xa, đặc biệt nhàn nhã ôn hòa. Trước kia, có một đôi vợ chồng cùng với hai đứa con, một trai một gái sống cuộc sống như người bình thường. Chẳng một ai biết, nhà bọn họ là đứa con bị bỏ rơi của cổ võ thế gia ở Tây Cảnh, cả người mang theo đầy tuyệt kỹ. Năm bé trai kia được 6 tuổi, thì cha của nó đã truyền lại cho nó một cổ võ tâm pháp. Sau đó, đôi vợ chồng kia lần lượt qua đời một cách đột ngột, chỉ để lại hai đứa con. Cậu bé rất mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi việc để nuôi em gái mình. Chỉ là đáng tiếc, em gái của cậu ta, trông thì rất xinh nhưng lại không được thông minh cho lắm. Đột nhiên, Giang Hải không kể nữa, bởi vì chuyện này chính là nói về Cửu Tứ có tên thật là Cửu Thiên Tứ. Kể từ khi bán mạng cho nhà họ Tả thì anh ta cũng đổi tên thành Cửu Tứ. Thật không ngờ, anh thế mà lại biết được nhiều chuyện về tôi như thế. Cha mẹ của Cửu Tứ qua đời đột ngột, cũng chỉ có một số người của nhà họ Tả biết mà thôi. Cửu Tứ không nghĩ tới, Giang Hải thế mà lại có thể điều tra ra được. Trong cái thành phố này, mỗi ngày đều có người chết, ai sẽ quan tâm người đó là ai chứ? Giang Hải biết câu chuyện của Cửu Tứ hoàn toàn không có gì bất ngờ cả. Đế Vương, chú ý tới cái chết đột ngột của cha mẹ Cửu Tứ, bởi vì hai người bọn họ đều là cổ võ giả. Tôi không những biết anh, mà còn biết được một số chuyện về cái chết đột ngột của cha mẹ anh, một số chân tướng mà không ai biết. Chân tướng, Cửu Tứ từ từ nheo mắt lại. Giang Hải nói, cha của anh, chết trong tay một cao thủ của cổ võ thế gia ở Tây Cảnh. Mẹ của anh, chết trong tay của nhà họ Tả. Giọng nói của Giang Hải vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng, khi Cửu Tứ nghe thấy, thì không khác gì một tia sấm chớp đánh xuống từ 9 tầng mây. Bùm! Mẹ anh, chết ở trong tay của người nhà họ Tả. Điều này, tuyệt đối không thể nào. Không thù không oán, hơn nữa, nhiều năm như thế, nhà họ Tả đối xử với Cửu Tứ vẫn cực tốt. Anh nói linh tinh, sau khi kinh ngạc qua đi, thì hai mắt Cửu Tứ trừng lớn lên, lẩm bẩm trong miệng là không thể nào không thể nào. Đột nhiên, Cửu Tứ cười phá lên, nhún nhún vai, anh muốn ly gián, chia rẽ mối quan hệ của tôi với nhà họ Tả. Anh thật sự cho rằng, tôi sẽ bị anh lừa gạt, làm một tay súng cho anh sao? Anh không xứng để tôi bịa chuyện ra lừa đâu, tin hay không tùy anh. Giang Hải không sao cả lắc lắc đầu. À đúng rồi, Giang Hải vỗ vỗ trán, em gái của anh, có phải là rất sợ Tả Thành không? Mỗi lần nhìn thấy anh ta thì đều trốn ở phía sau anh, đúng chứ? Không cần phải nói nhiều như thế, muốn giết tôi thì cứ ra tay đi. Tôi tuyệt đối sẽ không tin anh đâu. Cửu Tứ ngẩng đầu, chỉ muốn chết nhanh một chút. Chương 300. Nếu như tôi nói cho anh biết, em gái anh không dưới một lần bị Tả Thành làm nhục, anh có tin không? Hả, cả người Cửu Tứ chấn động. Em gái của anh ta chỉ có trí tuệ của đứa con nít 4-5 tuổi mà thôi, nói chuyện còn không rõ ràng. Gặp ai cũng rất vui vẻ, chỉ duy nhất có mình Tả Thành. Chỉ cần gặp anh ta thì sẽ như nhìn thấy ác ma. Mà chủ yếu nhất là, Tả Thành bảo em gái anh ta làm gì, thì cô bé ngốc kia cũng đều không dám phản kháng lại. Sợ hãi, khủng hoảng nhưng vẫn phải nuốt nước mắt mà làm. Đã từng như thế,
Cửu Tứ chỉ cho là Tả Thành là một người đàn ông cà lơ phất phơ, nhìn lại hơi hung ác nên là em gái anh ta mới sợ như vậy. Tôi không tin, anh đang lừa tôi. Ánh mắt của Cửu Tứ lóe lên, miệng thì nói không tin nhưng mà trong lòng thì cực kỳ đau khổ. Nếu như những lời mà Giang Hải nói là thật, thì quá đáng sợ rồi, em gái anh ta rốt cuộc đã phải chịu đựng sự nhục nhã như thế nào chứ? Anh ta chỉ có duy nhất một cô em gái mà thôi. Tôi chẳng việc gì phải lừa anh cả. Vẫn là câu nói khi nãy, anh không xứng. Sau đó, Giang Hải cười một cách quái dị, anh đi tìm một bộ phim, tình cảm, của Nhật đi, đưa cho em gái anh xem rồi hỏi cô ta, có phải Tả Thành từng ép cô ta làm những việc xấu hổ như thế không? Nhún vai, chuyện đơn giản như thế, kiểm chứng một chút thì sẽ lộ ra ngay. Ánh mắt Cửu Tứ chớp chớp, cha tôi. Cha của anh chết là đúng, ông ta học trộm cổ võ tâm pháp không thuộc về bản thân mình, bị người ta bắt về thì cũng là đáng tội thôi. Mà mẹ của anh bị thương nặng, vốn dĩ có thể không chết. Nhưng mà trong tay bà ta lại có khoản tài phú khiến nhà họ Tả thèm muốn. Còn anh, chẳng qua chỉ là một con chó mà nhà họ Tả nuôi mà thôi. Giang Hải đứng lên, từ từ rời đi. Tin hay không tùy anh. Những chuyện này, điều tra ra chẳng hề khó khăn gì. Nếu như, em gái anh ta từng bị Tả Thành làm nhục, thì mối thù của mẹ cũng không phải là giả. Nhà họ Tả cũng thật sự là đủ độc ác ghê tởm, giết chết mẹ của Cửu Tứ, làm nhục em gái của Cửu Tứ, còn nuôi anh ta như nuôi một con chó, bảo anh ta cắn ai thì anh ta phải căn người đó. Giang Hải càng đi càng xa, Cửu Tứ mạnh mẽ đứng dậy hét lớn, vì sao lại muốn nói cho tôi biết những chuyện này? Anh cũng chỉ có chút giá trị lợi dụng này mà thôi, tôi muốn thanh thiền loạn lên một chút, mà anh, chính là người châm lửa. Giang Hải không hề che giấu việc mình đang lợi dụng Cửu Tứ, mang tới cho nhà họ Tả một chút phiền phức. Một cổ võ giả báo thù, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào? Đã từng, có một Đường Tuấn, khuấy nát nhà họ Triệu ở phương Bắc, khiến họ bị tổn thất nặng nề. Nếu như không có người ra tay, thì Trình Bình sợ là không giữ được Đường Tuấn rồi. Một khi Đường Tuấn thoát được, thì sẽ sử dụng những giây phút cuối đời của mình đánh một đòn cực mạnh vào nhà họ Triệu. Mà lần này, Cửu Tứ, có sức mạnh của cổ võ giả, tính nguy hiểm thì Đường Tuấn không thể nào so sánh được. Mặc dù, nhà họ Tả chắc chắn có những người khác có thể ngang bằng với Cửu Tứ, nhưng mà thế thì như thế nào, nếu như Cửu Tứ thông minh hơn một chút, thì bắn một phát súng cũng đủ khiến cho nhà họ Tả sứt đầu mẻ trán rồi. Hoặc là, chưa cần chờ tới Giang Hải ra tay, thì nói không chừng nhà họ Tả cũng đã phân tách ra hết rồi. Nhà họ Tả sẽ phải trả giá cho những việc độc ác mà họ đã làm. Hiện tại, những xúc tu của tập đoàn Uyển Như đã bắt đầu tiến vào tỉnh Thanh Thiền, nếu như để cho nhà họ Tả lớn mạnh hơn, thì không phải là chuyện tốt đối với tập đoàn Uyển Như. Mà điều quan trọng nhất là, thế lực ngầm ở tỉnh Thanh Thiền, mang tới những tổn thất nặng nề cho Phương Đông, cũng phá vỡ quy tắc làm người môi giới mà đế vương đã đặt ra. Từ xưa tới nay, chiến tranh luôn luôn tàn khốc, anh chết tôi sống, bày mưu tính kế. Nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng đều có quy tắc của nó, người phá vỡ quy tắc thường thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cửu Tứ quay người rời đi, nhưng mà giọng nói của Giang Hải lập tức vang lên một lần nữa. Trong 3 ngày này, tôi không đi đâu hết, bị cảm cúm mất rồi. Cả người Cửu Tứ chấn động, Giang Hải, đang cho anh ta thời gian ư. Trở về Thanh Thiền, Cửu Tứ có thể nói với nhà họ Tả là mình đã làm cho Giang Hải bị trọng thương, nhân cơ hội này Cửu Tứ đi xác nhận lại lời nói của Giang Hải trước, cũng có thời gian để giấu em gái đi. Sau đó, Cửu Tứ làm gì cũng không cần phải kiêng nể gì hết. Trên đường quay về Thanh Thiền thì điện thoại vang lên. Hít hít mũi nghe điện thoại, thưa gia chủ, việc làm không được sạch sẽ lắm. Nhưng mà, trong thời gian ngắn thì anh ta không thể xuất đầu lộ diện được đâu. Điều này chứng tỏ Giang Hải đã bị thương nặng rồi. Trong điện thoại, Tả Quang Tổ hừ lạnh một tiếng, rất chi là không vui. Ông ta không ngờ, Cửu Tứ đích thân ra tay mà Giang Hải vẫn có thể giữ được mạng sống. Thật sự là ngu ngốc, vô dụng, có chút việc đó cũng làm không xong được. Vâng vâng vâng, là tôi vô dụng, Cửu Tứ cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận lại, nịnh hót lấy lòng như một con chó. Tôi cũng bị thương một chút, đợi tôi dưỡng thương xong sẽ lập tức tới thành phố Giang Tư một chuyến nữa. Để điện thoại xuống, đôi mắt Cửu Tứ dần dần mở đi. Làm việc cho nhà họ Tả, chẳng khác gì đang nhận giặc làm cha. Trong lòng Cửu Tứ, rất hận. Trong tay, đang nắm chặt lấy một con dao. Con dao này chỉ dài một tấc, chính là di vật duy nhất mà cha để lại cho anh ta. Nắm chặt lấy cán dao,
sự đau khổ ở trong tim vỡ òa ra, khó mà kiềm chế được. Lời nói của Giang Hải đã mọc rễ ở trong lòng Cửu Tứ rồi, cứ như là có ma lực, không ngừng sinh sôi nảy nở. Ngọn lửa thù hận không ngừng được lan rộng ra, khuếch đại ra. Tiến vào địa giới thanh thiền, trong lòng Cửu Tứ đã bình tĩnh lại rồi, đầu tiên quay về chỗ ở của bản thân, đứng ở trước cửa, ánh mắt trở nên sắc bén, bạo lực, tàn nhẫn và khát máu. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu ken két. Nhấc chân bước vào cánh cửa này, thì nhất định sẽ biết được chân tướng. Cuộc đời của anh ta, lại chỉ còn lại một sứ mạng duy nhất, đó chính là báo thù. Đây chính là một con đường chết, nhưng Cửu Tứ không hề lùi bước. Mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt cười ngây thơ của em gái, trái tim Cửu Tứ lại càng đau khổ hơn. Quyên, em lại đây. Cố nặn ra một nụ cười, mở một bộ phim của Nhật cho em gái xem, hình ảnh cực kỳ thô lỗ. Cửu Quyên bị dọa sợ, che mắt lại điên cuống né tránh, trong miệng lẩm nhẩm cầu xin tha thứ. Nhìn thấy em gái như thế, trong lòng Cửu Tứ như rơi vào đáy vực. Một người trí tuệ không hoàn chỉnh, thiểu năng thì làm sao biết nói dối chứ? Nỗi sợ hãi trong ánh mắt của em gái khiến trái tim Cửu Tứ như là bị cắt từng nhát dao, đau đớn không tả nổi. Anh ta biết, Tả Thành có một thói quen, mỗi lần có thứ đồ chơi mới thì sẽ quay phim lại để lấy cảm hứng. Lời nói của Giang Hải là không sai. Em gái mình, thế mà lại bị cái tên cầm thú kia. Cầm lấy dao, Cửu Tứ mạnh mẽ đứng lên. Nhưng sau đó, anh ta lại bình tĩnh lại. Cứ đi báo thù như thế này, có khác gì đi tìm chết đâu. Nhìn về phía em gái đang tủi thân nước mắt chảy đầy mặt kia, Cửu Tứ bước về phía trước, ôm lấy em gái. Quyên, không sợ, có anh trai đây rồi, ai sẽ không bắt nạt em. Anh sẽ khiến những tên xúc sinh kia, nợ máu phải trả bằng máu. Làm thế nào để sắp xếp cho em gái, trở thành một vấn đề khó của anh ta. Nếu như, Cửu Tứ có mệnh hệ gì, thì em gái anh ta phải sống tiếp như thế nào đây? Nhưng mà, mối thù to như trời này, không thể nào không báo được. Suy đi tính lại, Cửu Tứ đã nhớ tới Giang Hải, trong ánh mắt độc ác kia ấn giấu sự gian trá. Đi thôi, kéo em gái lên, lái xe quay về thành phố Giang Tư. Buổi họp báo công bố công nghệ mới, được tiến hành đúng thời gian dự định. Không giống với những buổi họp báo thông thường, buổi họp báo của tập đoàn Uyển Như đã trở thành buổi biểu diễn mini của Lam Sương Nhi. Cô ta không chỉ hát những ca khúc mới được nhiều người yêu thích, mà còn biểu diễn trên sân khấu gần một tiếng đồng hồ. Tất cả mọi thứ, không ai yêu cầu cô ta cả, chỉ là cô ta nguyện ý ra sức cho buổi tuyên truyền này của tập đoàn Uyển Như. Buổi họp báo này, ngoại trừ việc tập đoàn Uyển Như công bố sẽ gia nhập vào ngành công nghiệp chip, thì còn công bố một số tin tức gây sốc khác. Tập đoàn Uyển Như đã thu mua công ty giải trí sở tại của Lam Sương Nhi. Công chúng khó mà tưởng tượng. Một công ty khoa học kỹ thuật vì sao lại muốn chen chân vào ngành nghề giải trí, hai cái này hoàn toàn không hề liên quan gì tới nhau. Hơn nữa, còn công bố trong tình huống chính thức như thế này nữa chứ. Ngoài ra, tin tức tiếp theo nhận được lại khiến rất nhiều người thất vọng. Tập đoàn Uyển Như đã đạt thành thỏa thuận hợp tác với nhà họ Bạch ở phương Bắc, công nghệ chip, sẽ cùng khai thác và phát triển với nhà họ Bạch, thậm chí, sau này đầu tư vào nghiên cứu khoa học thì nhà họ Bạch cũng sẽ đầu tư như thế này. Cuối cùng, tập đoàn Uyển Như công bố một tin tức mang tính bùng nổ, đối với thông tin về sự truyền bá kỹ thuật, tiến hành khai thác phát triển về một dự án đỉnh chóp của thế giới, chính thức mời các nhà đối tác kinh doanh. Tất cả mọi người, chỉ cần là công ty khoa học kỹ thuật có tư cách tham gia, đều có thể đưa ra một phương án quy hoạch. Cuối cùng sẽ hợp tác với ai, thì tập đoàn Uyển Như sẽ công bố sau một tháng. Không chỉ như thế, sau sự hợp tác với dự án này thì tập đoàn Uyển Như sẽ đẩy mạnh những dự án khác. Hơn nữa, đều là những kỹ thuật công nghệ hàng đầu thế giới. Hội trường buổi họp báo, bỗng chốc nổ tung. Đại diện của nhà họ Bạch phương Bắc do đích thân Bạch Lý Hưng ra mặt. Làm gia chủ của nhà họ Bạch, đích thân ký vào bản thỏa thuận này, có thể thấy được tập đoàn Uyển Như có mặt mũi lớn như thế nào. Nhưng mà, chỉ có mình Bạch Lý Hưng mới biết được, cái mặt mũi này không phải là nhà họ Bạch cho tập đoàn Uyển Như, mà là Giang Hải đang cho nhà họ Bạch mặt mũi. Khi hai bên ký hợp đồng, đứng dậy trao hợp đồng cho nhau rồi bắt tay nhau. Đèn flash lóe lên gần như làm mù mắt của tất cả mọi người có mặt. Uyển Như, có thời gian thì về nhà với Tiểu Giang một chút. Bạch Lý Hưng nhân cơ hội này mời mọc. Giang Hải trọng tình cảm, nếu như cô Uyển Như có ý muốn kéo gần mối quan hệ với nhà họ Bạch, thì Giang Hải cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Tôi với Giang Hải quả thật đã từng xem xét tới chuyện này, có thời gian nhất định sẽ tới. Câu trả lời của Cố Uyển như không kiêu ngạo cũng không tự ti, đều là những lời lẽ dễ nghe, nhưng mà lại không có ý nghĩa thiết thực nào. Bạch Lý Hưng âm thầm gật đầu, sự trầm ổn của Cố Uyển như làm ông ta rất tán thưởng. Tiếp theo, là thời gian phỏng vấn của phóng viên. Cố Uyển như lúc này đã hoàn toàn trở thành một người chuyên nghiệp. Tràn đầy tự tin, với nụ cười trên môi, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi một. Cố Tổng, tôi là phóng viên của báo khoa học kỹ thuật. Xin hỏi, tập đoàn Uyển như thông qua con đường nào mà thu hoạch được những thành quả khoa học trước mắt mày? Lại làm sao có thể phá vỡ được niêm phong công nghệ để ứng dụng những thành tựu khoa học này với mảnh đất phương Đông vậy? Cố Tổng, tôi là... Cố Uyển như trả lời từng người một, những đáp án này đã chuẩn bị những câu trả lời tiêu chuẩn nhất rồi, nhẹ nhàng lại tinh tế. Những câu hỏi cuối cùng chính là những câu mà Cố Uyển như không chuẩn bị tới. Cố Tổng, tôi là phóng viên của báo Tình Yêu hàng tuần, cô có thể chia sẻ về tình sử của cô không? Nghe nói chồng của Cố Tổng chỉ là một người đàn ông bình thường. Cố Tổng, tôi là phóng viên của mạng lưới Tình Yêu, xin hỏi người yêu của cô hiện tại có mặt ở đây không? Cố Tổng, hiện trường trở nên không thể kiểm soát được, Cố Uyển như không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho những câu hỏi này. Cười khổ lắc đầu, Cố Uyển như trộm nhìn về phía Lam Sương Nhi, làm một ngôi sao cũng không đơn giản, những vấn đề lung tung linh tinh lúc nào cũng có. Cố Tổng, những câu hỏi còn tiếp diễn rất nhiều, biểu cảm của Cố Uyển như trở nên nghiêm trọng một cách lạ thường. Có một số câu hỏi, tự nhiên là cần phải né tránh. Nhưng khi nhìn về phía Giang Hải thì khóe miệng Cố Uyển như lại nở một nụ cười hạnh phúc. Trước đây, cuộc sống của Cố Uyển như rất ảm đạm, bị nhà họ Cố chèn ép, thậm chí còn bị ép kén rể. Từ khi Giang Hải xuất hiện, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày đều trải qua trong hạnh phúc và sung túc như thế này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 300.